chương 3380, một quyền, Lăng Hàn, Lâm U Liên cùng Ngô Hạo Dương đều kêu lên, mà Bạch Mễ Phạn thì nhiệt tình hơn nhiều, xông lại cho Lăng Hàn một cái gấu ôm. Liên biết ra hỏa ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn cười to nói, ba người này xuất hiện, lại bị Bạch Mễ Phản ôm một cái như thế, Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng xuất thủ nữa, hắn gật đầu cười, nói với Bạch Mễ Phạn. Người cũng dảo bước tiến lên lục bộ, ta có phải nên gọi ngươi một tiếng tiền bối hay không? Bạch Mễ Phạn cố ý chỉnh vạt áo, sau đó nhìn Lăng Hàn gật đầu. Người có thể tới thăm viếng rồi. Cút, Lăng Hàn cười đá ra một cước, Bạch Mễ Phạn thì lóe lên, tránh khỏi. Lăng Huynh, là đến chợ chập sao? Lâm U Liên hỏi, Lăng Hàn gật gật đầu. Tình thế bây giờ thế nào? Không quá lạc quan a. À? Bạch Mễ Phạn lắc đầu. Thời điểm sớm nhất, có năm chiến lực thất bộ như chúng ta gia nhập, vậy dĩ nhiên dễ dàng liền đỡ được đại quân cuồng loạn. Nhưng cuồng loạn rất nhanh lại sáng tạo ra một loại quái vật mới, số lượng cực ít, nhưng biết tự bảo, uy lực có thể so sánh một kích toàn lực của thất bộ đỉnh phong. Nếu chúng ta không né tránh, như vậy bị tạc chúng khẳng định phải bị thương nặng, cần tu dưỡng ước năm thời gian. Lâm U Liên cũng nói, đây cũng là năng lực sau khi cuồng loạn thôn vệ viêm xương vị diện mới có, nếu không, nó ở trên viêm xương vị diện dùng đến, chúng ta đã sớm tan tác. Lăng Hàn gật đầu, cuồng loạn tuyệt đối không có khả năng có ý nghĩ trang bức hoặc giấu một tay, nó vì đạt tới mục đích, hoàn toàn bất kể thủ đoạn, đơn giản, thô bạo trực tiếp có lang huynh trợ giúp thực lực bên chúng ta sẽ đại trướng ngô hạo dương nói chỉ có tân khí hổ không có mở miệng hắn bị lăng hàn đánh một quyền mặc dù chỉ nôn chút máu nhưng lòng tự tin lại bị thương rất lợi hại trước hắn một mực áp chế lăng hàn rốt cục có một ngày bị nghịch chuyển kiêu ngạo như hắn tự nhiên không cách nào lập tức tiếp nhận bọn hắn đi vào doanh địa lâm u liên ngô hạo dương tân khí hổ rất nhanh liền rời đi bạch mễ phạn thì ngồi nhiều một chút nhưng hắn vẫn phải lấy tu luyện làm chủ, một bên chiến trường khác, chúng thất bộ chống cự cực kỳ khó khăn, vạn nhất bọn hắn đều bị áp chế, chủ thể của cuồng loạn phát huy, ai có thể chống đỡ được. Cho nên, hiện tại cần càng nhiều thất bộ gia nhập chiến trường chính, chỉ có chiến lực thất bộ không thể được, cái kia chẳng mấy chốc sẽ quải điệu. Lăng Hàn đưa tay lắc một cái, thả lăng phi phàm ra, trước chiến lực thật bộ khai chiến, một đạo dư ba liền có thể rảo sát hắn. Lăng phi phàm không có đợi ở bên người Lăng Hàn, mà gia nhập quân doanh, đợi cuồng loạn quân tiến công, hắn sẽ phát động huyết chiến, bồi hồi ở bên bờ sinh tử, năng lực cảm ngộ sẽ tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn cũng ngồi xuống tu luyện, nếu như truyền ra tin tức hắn đi vào ngoại vực chiến trường, đám người xung viêm, phá nhà có thể liều lĩnh đánh tới hay không? Có khả năng, nhưng Lăng Hàn không thèm để ý, lực lượng của hắn bây giờ đã đạt tới thất bộ đỉnh phong, lực lượng vị diện phòng ngự cũng không kém hơn khí lực thất bộ, đối chiến thất bộ trí tôn uy tín lâu năm đã không có thể yếu gì rồi chiến liền chiến, sợ ai chứ? Hắn thôi diễn thiên tôn ký hiệu, một bên thì tu luyện, nhất tâm nhị dụng, không hề vướng víu. Đại quân cuồng loạn hết sức bảo trì bình thản, không ngừng xúc tích lực lượng, không có lập tức phát động công kích, đây nhất định là có quái vật trí tuệ tồn tại. Cứ như vậy, nếu phát động công kích, tất nhiên là bài sơn đảo hải. Thời gian nhanh chóng, ba tháng lặng lẽ trôi qua, Lăng Hàn đang tu luyện, lại bắt được khí thức của Lăng Phi Phạm tiếp cận. Hắn có chút kỳ quái, cháu trai đã nói, tuyệt không dựa vào hắn vì sao lại chạy trở lại ừm sắc mặt lăng hàn trầm xuống hắn phát hiện lăng phi phàm hô hấp có chút hỗn loạn cái này thả ở trên người thiên tôn là sự tình không thể tưởng tượng nổi chi đúng lúc này cửa bị đẩy ra lăng phi phàm đi đến chỉ thấy trên thân tất cả đều là vết thương vết máu loang lổ cực kỳ thảm lăng hàn không khỏi ngón trỏ khẽ động hiện lên sát ý đây chính là cháu trai duy nhất của hắn là ai làm lăng hàn hỏi Lăng Phi phàm lau đi máu tươi ở khóe miệng, "Lão gia tử, ta không có làm mất mặt ngươi, bọn hắn có hơn 20 người, đều là nhị bộ, cùng một chỗ vây công ta, ta đánh ngã sáu cái trong bọn họ." "Vì sao lại đánh?" Lăng Hàn hỏi, "Cái này nha, vẫn là vì lão gia tử ngài." Lăng Phi phàm có chút buồn bực, "Ta." Lăng Hàn hơi kinh ngạc, "Vì sao? Bởi vì ta căn bản không biết nhóm người kia, chỉ là không cẩn thận lộ ra mình họ Lăng, là cháu của lão gia tử ngươi, kết quả bọn hắn liền không phân phải trái đúng sai đánh ta." Lăng Phi Phạm nói, hắn lộ ra hết sức tò mò. Lão gia tử, khi đó người đến cùng kết bao nhiêu cửu gia a? À? Vấn đề này, giống như phải nhầm rất lâu mới có thể trả lời. Lăng Hàn sờ cầm, nghiêm túc nghĩ một lát, nói. Đối địch với ta, phần lớn đều bị ta xử lý, sẽ không lưu lại cái đuôi gì a? À? Tốt a, à, câu trả lời này cũng hơi bá khí. Những người kia không nói thân phận của mình. Lăng Hàn hỏi, không nói, Lăng Phi Phạm nói, sau đó tăng thêm một câu ta cũng chỉ đánh nhau, không muốn hỏi bọn hắn. Nói đánh liền đánh, bất quá, thật có phong thái của lão lăng gia, muốn đánh nhau, phụng bồi, không sợ a. À. Vậy sao ngươi chạy tới đây? Muốn gọi viện binh, lăng hàn hỏi, ở chỗ này chữa thương, an toàn một chút. Lăng phi phàm đảo mắt, lăng hàn gật gật đầu, nếu gặp được kẻ địch không địch lại, cũng không cần miễn cưỡng, tìm tới nơi này của ta. Vâng, lăng phi phàm đáp ứng, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương hắn nhìn qua vô cùng thảm kỳ thật đều chỉ là vết thương da thịt không qua mấy ngày liền khôi phục hắn lại đi ra lúc trước hắn tự nhận là ăn chút thua thiệt tự nhiên muốn đòi sổ sách trở lại người lăng ra cũng không phải loại chịu thiệt thòi lăng hàn không có quản chỉ cần lăng phi phàm không gặp được nguy hiểm tính mạng hắn liền sẽ không xuất thủ cứ như vậy qua vài ngày lăng phi phàm lần nữa mang thương tích trở về nhưng trên mặt lại mang theo tươi cười đắc ý hiển nhiên hắn làm cho đối phương bị thương càng nặng lại mấy ngày sau Tình huống lại khác biệt, Lăng Phi Phàm trở về, nhưng vừa vào cửa liền ngã rầm trên mặt đất, mất đi ý thức. Nhị bộ thiên tôn thế mà mất đi ý thức, đây là bị thương nặng bao nhiêu? Chương 3381, giết. Lăng Hàn không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, nếu như Lăng Phi Phàm là cùng cuồng loạn quân tác chiến, như vậy cho dù gãy tay gãy chân, hắn cũng chỉ đau lòng, sẽ không phẫn nộ, nhưng ở trong tay đồng bào, cháu của mình lại bị người đánh thành bộ dáng này, tự nhiên để hắn giận không kiềm được hắn dùng thần thức quét một cái thần sắc có chút buông lỏng còn tốt mặc dù cả người lăng phi phàm là tổn thương nhưng không có đả thương căn cơ hiện tại cũng chỉ thoát lực hôn mê bất tình rất khó tưởng tượng lăng phi phàm kinh lịch khổ chiến như thế nào thế mà chiến đến kiệt lực lăng hàn còn không có đứng dậy liền phát hiện có một đám người đi tới mục tiêu trực chỉ gian nhà đá này của hắn nhiều ngày như vậy lăng hàn một mực bế quan tu luyện chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào ở nơi này bởi vậy những người này khẳng định không phải tới tìm hắn, mà là về phía Lăng Phi Phạm, đại khái là nhìn thấy Lăng Phi Phạm tiến vào nơi này. Lăng Phi Phạm, còn không mau cút ra đây, bên ngoài có người khiêu chiến, Lăng Hàn nhướng mày, đã nhiều năm như vậy, vì sao ngoại vực chiến trường trở nên hỗn loạn như thế? Trước kia quân kỷ nghiêm minh, cấm chỉ tư đấu, người vi phạm sẽ bị trọng phạt, nhưng bây giờ là thế nào, lại dám công nhiên giết tới cửa. Rùa đen rút đầu, người trước không phải rất hoành sao, sao bây giờ sợ sợ liền lăn ra dập đầu ba cái, lại nói một trăm lần họ lăng đều là vương bát đản. một trăm lần sao đủ? như thế nào cũng phải một ngàn lần à. ha 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 ha. những người bên ngoài kia phát ra cười to, cuồng đến cực hạn. lăng hàn chỉ dùng thần niệm quét qua, liền phát hiện hết thảy có hai mươi bốn người, chỉ có một người là nhất bộ, hai mươi hai người nhị bộ, còn có một người tam bộ. khó trách lăng phi phàm sẽ chiến đến thoát lực, nhị bộ gặp được tam bộ, hắn lại không có yêu nghiệt như lăng hàn có thể không bị như mèo hí chuột, chơi đến kiệt lực sao. Sắc mặt của Lăng Hàn rất khó coi, hắn muốn tiêu diệt cuồng loạn, nhưng không có đại nguyện bảo hộ thiên hạ thương sinh, cho dù có, vậy cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, hắn chân chính muốn thủ hộ, chính là người nhà, bằng hữu của hắn. Hiện tại cháu trai bị người chỉnh thảm như vậy, hắn còn có thể nhịn được. Giết những vương bát đản này lại như thế nào, lấy độ cao của hắn hiện tại, còn có cái gì phải cố kỵ? Lui một vạn bước mà nói, dù hắn còn không có chiến lược thất bộ không phải dám trở mặt lật bàn với thất bộ sao hắn đứng dậy mở cửa chậm rãi đi ra ngoài a à, người kia là ai thôi đi một bộ đã tính trước nhìn để cho người ta thật đáng ghét cho rằng mình là ai những người bên ngoài kia đều nhao nhao nói lấy độ cao hiện tại của lăng hàn khí tức nội liếm nếu hắn không chủ động phát huy ngoại trừ thất bộ lại có ai có thể thấy được hắn bất phàm ánh mắt lăng hàn đảo qua những thiên tôn này đều để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Hắn nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, những người này đều là lúc trước sung viêm, phá nhạc từ trong cơ thể rút ra sinh mệnh lạc ấn, hạt giống mà nguyên thế giới đời trước bảo tồn lại. So với phong vô định xuất sắc, những người khác đương nhiên không đáng chú ý, qua hơn 5.000 ngàn ước năm, lúc này mới khó khăn lắm dảo bước tiến lên nhất bộ, nhị bộ, tam bộ. Bất quá, phong vô định là đạt được đám người sung viêm toàn lực bồi dưỡng, tốc độ tiến cảnh đương nhiên nhanh, hơn nữa, hắn cũng xác thực đạt được một ít chỗ tốt của nguyên thế giới đời trước khẳng định viễn siêu cùng thế hệ là các ngươi đả thương cháu ta hắn nhàn nhạt hỏi đó là cháu trai của ngươi những người kia cười hì hì nói thì tính sao chúng ta còn muốn đánh ngươi thành cháu trai đâu tốt lăng hàn gật đầu những người này không thèm nói đạo lý liền khai chiến với lăng phi phàm lấy nhiều khi ít hiện tại càng chuyển ra một tên tam bộ bước lăng phi phàm đến ruộng đồng như vậy để lăng hàn tràn đầy phẫn nộ hắn không thèm để ý vì cái gì, các người đã thích dùng bạo lực, vậy hắn liền dùng bạo lực đến giải quyết. Tốt cái gì, muốn làm cháu của ta, có người cười hì hì nói, banh, lăng hàn vung ra một quyền, người này liền hóa thành huyết phụ. Nhị bộ, chỉ là cặn bã mà thôi, lập tức, trang diện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, trở nên tĩnh mịch. Một tên nhị bộ, thế mà cứ như vậy treo, lần này mặc dù bọn hắn bước lăng phi phàm đến tình trạng thoát lực, nhưng cũng không dám hạ tử thủ. Bởi vì đây là ngoại vực chiến trường, cần mọi người đoàn kết nhất trí, cùng nghênh đón ngoại địch. Giết hại người một nhà, cái tiếng xấu này ai cũng gánh không nổi, nhưng Lăng Hàn xuất thủ, sạch sẽ gọn gàng, không chút do dự, một quyền liền xử lý một người, giống như đó không phải một nhị bộ, mà là bột phấn không có ý nghĩa. T, đây cũng quá to gan lớn mật đi, hơn nữa, một quyền liền oanh sát nhị bộ, đây là khái niệm gì? Chí ít thực lực tam bộ, đám người tự nhiên sợ hãi, sợ lăng hàn lại mở sát giới mà trong bọn họ ngoại trừ một tên tam bộ ai có thể địch nổi thế nào hiện tại không có tiếng rồi lăng hàn từ tốn nói ngươi ngươi lá gan của ngươi cũng quá lớn dám ở quân doanh giết người ngươi đến cùng là ai bọn hắn đánh bạo hỏi bởi vì tên tam bộ kia đã đứng ở phía trước cho bọn hắn dũng khí lăng hàn đứng chắp tay cười nhạt một tiếng các ngươi đều chọc tới trên đầu của ta lại ngay cả ta là ai cũng không biết không nên giả thần giả quỷ, mau nói ngươi là ai. Có người quát lên, dù sao trước mặt hắn có một tên tam bộ cản trở, để hắn dám như vậy. Lăng Hàn nhìn sang hắn, tùy ý đưa tay nhấn một cái. Bang, người kia liền hóa thành huyết vụ, mây trôi nước chảy, không có nửa điểm hỏa khí, thậm chí tường thành bốn phía cũng không có chút phá hư, nhưng một tên nhị bộ lại cơ hồ vô thanh vô tức chết đi. Đây là lực lượng vĩ đại bực nào, năng lực trưởng khống lực lượng lại chính xác cỡ nào. Tất cả mọi người lạnh dung, Mặc dù lúc này có một tên tam bộ ngăn ở phía trước, nhưng bây giờ đến xem, căn bản chính là bài trí A. Nhưng gia hỏa này cũng quá to gan lớn mật, ở trong danh địa công nhiên giết người, chẳng cần biết hắn là ai, đều là chết chắc, chết chắc. Dám giết người, lại không dám nói mình là ai sao. Tên tam bộ kia đề trấn dũng khí, nhìn lăng hàn hỏi. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, trong lòng là bất ổn cỡ nào, trống rỗng không có lòng tin. mươi 3382, Oan Uổng Lăng Hàn nhìn thoáng qua tên tam bộ kia, cái này tự nhiên là chủ hung làm cho Lăng Phi phàm chật vật như vậy, nhưng chỉ nhìn lướt qua, hắn liền không có chú ý thêm, mà hỏi. Các người đều là thủ hạ của phong vô định, đây đều là hạt giống của nguyên thế giới đời trước, không có khả năng cùng Lăng Hàn có ân oán gì, như vậy chỉ có một khả năng, bởi vì phong vô định thống hận Lăng Hàn, bọn hắn cũng cửu thị hết thảy người có liên quan tới Lăng Hàn. Lăng Phi phàm xác thực rất oan, nếu biết chúng ta là người của phong đại nhân, người còn dám quát tháo. Tên tam bộ kia nói, mặc dù là quát hỏi, nhưng lời nói lại run rẩy, một chút khí thế cũng không có. Bất quá, thời điểm nói đến phong vô định, lưng của đám người đều thẳng một chút, cái tên này phảng phất như có được ma lực, cho bọn hắn lòng tin. Đây chính là thiên kiêu mạnh nhất của nguyên thế giới, thiên mệnh tử, lúc ngũ bộ liền có được chiến lực thất bộ, cử thế vô song. Lăng Hàn cười ha ha, tiện tay vỗ tới tên tam bộ kia. Gọi phong vô định tới gặp ta, một trường đè xuống, tên tam bộ kia quá sợ hãi, vội vàng muốn trốn, nhưng thân hình mới vừa động, bành, thân thể cũng đã biến thành huyết vụ. Thấy cảnh này, mọi người không có cái nào không sợ đến sắc mặt tái xanh. Nguyên lai, thực lực của người này còn không chỉ tam bộ. Trốn a, à, cũng không biết là ai trước tiên nói một câu, đám người lập tức chạy trốn. Lăng Hàn tiện tay đập động, ba, 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 mỗi một trưởng đánh ra, liền có một tên thiên tôn hóa thành mưa máu, không quản cách nhau bao xa. Hắn ra liền 21 trưởng, liền chết 21 tên thiên tôn chỉ còn lại có tên nhất bộ kia còn sống. Người kia dọa đến hai chân run rẩy, đã chạy bất động, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy hàn ý. Này làm sao trốn, Lăng Hàn thu tay lại, còn không mau trở về gọi phong vô định tới. Nhất bộ kia như ở trong mộng mới tỉnh, mới biết được Lăng Hàn bỏ qua cho hắn một lần, sau khi xứng sở vội vàng co cẳng bỏ chạy. Hắn tràn đầy cuồng hỉ khi trở về từ cõi chết, một đường phi nước đại, đi tới chỗ phong minh. Đây chính là đại bản doanh của thế lực phụ thuộc vào phong vô định, rất nhiều người, trên cơ bản chỉ cần là hạt giống của nguyên thế giới đời trước đều ở nơi này, bởi vì đời trước cùng đời này, hai đời cách xa nhau, tự nhiên phân ra một giới tuyến. Bất quá, luôn có một số người nịnh nọt, nơi này cũng không phải không có thiên tôn của nguyên thế giới đời này, bởi vì nhận định thân phận thiên mệnh tử của Phong Vô Địch, liền tới ôm đùi. Hoàng Phong, chuyện gì xảy ra, lại kinh kinh hoảng hoảng như thế, trời sập sao? Nhìn thấy nhất bộ này sắc mặt tái nhợt, lảo Đảo chạy tới, một tên tam bộ không khỏi vừa cười vừa nói hoàng phong vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại lẩm bẩm nói chết rồi toàn bộ chết chuyện gì xảy ra tên tam bộ kia nhìn ra chút không ổn sắc mặt lập tức trầm xuống nhìn về phía hoàng phong quát vừa quát hắn kèm theo lực lượng to lớn của tam bộ như cảnh tỉnh đối phương hoàng phong cuối cùng giật mình một cái hoàn hồn đôi mắt không khỏi co vào vừa định mở miệng nói chuyện lại bành một cái cả người hóa thành huyết phú bởi vì quá mức tiếp cận lại thêm căn bản không có đề phòng tên tam bộ kia lập tức bị máu dính đầy mặt hắn không khỏi lộ ra ngạc nhiên một tên thiên tôn sẽ vô duyên vô cớ nổ tung sao hiển nhiên không có khả năng nói cách khác hoàng phong bị người làm thủ đoạn vừa rồi phát tác đưa đến tử vong vấn đề là hoàng phong là bị trọng thương đến lúc này mới chống đỡ hết nổi hay thủ đoạn này một mực bảo tồn thẳng đến vừa rồi đột nhiên bạo phát ra chuyện gì xảy ra càng nhiều người chạy tới bọn hắn chỉ thấy một màn hoàng phong vỡ nát bởi vậy có ít người ánh mắt lập tức nhìn về phía tên tam bộ kia vừa rồi ngươi cách hoàng phong gần nhất có phải là ngươi hạ thủ hay không tam bộ giết nhất bộ vậy dĩ nhiên giống như lão tử đánh con trai rồi vì cái gì có người sẽ hoài nghi tên tam bộ này rất đơn giản tên tam bộ này không phải đến từ nguyên thế giới đời trước mà là thiên tôn đời này chạy tới ôm bắp đùi bởi vậy ở trong mắt thiên tôn của nguyên thế giới đời trước Loại người này tự nhiên là thấp nhất đẳng, cũng khó có thể thắng được tín nhiệm của bọn hắn. Người lá gan không nhỏ a, à, chẳng những dám ở doanh địa hành hung, hơn nữa vẫn là ở địa bàn phong minh. Dịch Long, đây có phải là ngươi làm hay không? Có người lập tức quát hỏi. Tên tam bộ kia cũng chính là Dịch Long đang trầm tư, sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì hắn hồi ức. Trước mặc dù sắc mặt của Hoàng Phong tái nhợt, thất tha thất thiểu, nhưng này hẳn là ở trên tinh thần nhận lấy đả kích cực lớn thân thể vô sự, hắn còn có thể nhớ kỹ sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn kia. Nói cách khác, Hoàng Phong là bị người ở trong thể nội trôn xuống thủ đoạn, đột nhiên bạo phát ra, muốn tính mệnh của hắn. Là ai làm, thế mà để Hoàng Phong cũng không có chút phát giác. Nhị bộ là tuyệt đối không thể nào làm được, tam bộ có thể chứ. Khó, hắn thầm lắc đầu, bởi vì hắn chính là tam bộ, giết nhất bộ đơn giản, nhưng muốn đánh vào một đạo lực lượng, ở thời gian chỉ định bộc phát, nổ nhất bộ thành huyết vũ, đây là không thể nào làm được ít nhất phải là tứ bộ a. Hắn nhẹ gật đầu, thật là ngươi, đám người thấy Dịch Long gật đầu, lập tức giận tím mặt. Gia hỏa này thật sự là to gan, dám ở chỗ này hành hung. Lúc này Dịch Long mới như ở trong mộng mới tỉnh, mình thế mà ở trong mơ hồ nhận sự tình này là hắn làm. Đây cũng không phải đùa giỡn a, hắn vội vàng khoát tay nói, không phải ta, các ngươi hiểu lầm, không phải ta. Nhưng đám người kia nguyên bản liền rất bài ngoại, chưa từng có xem Dịch Long như người một nhà trước lại tận mắt thấy dịch long gật đầu hiện tại còn muốn phủ nhận ngươi cho rằng bọn hắn đều mù sao bắt lấy hắn có người lập tức kêu lên bắt đám người nhao nhao xuất thủ bắt phản đồ hung thủ tự nhiên không cần hạ thủ lưu tình mỗi một cái đều toàn lực ứng phó đánh cho dịch long gần chết dịch long biệt khuất đến thổ huyết dịch long là tam bộ mà ở trong đó phần lớn là nhị bộ số ít người là nhất bộ bởi vậy hắn tạm thời còn có thể chịu đựng được nhưng vấn đề là người khác xuất thủ đều không kiêng nể gì cả, nhưng hắn lại tràn đầy lo lắng, đừng nói giết người, ngay cả đả thương cũng không dám. Trường 3383, giết đến tận cửa. Cái này tự nhiên để hắn cực kỳ bị động, có một thân thực lực cường đại, lại chỉ có thể phát huy ra một, hai phần mười. Không có đánh bao lâu, hắn liền bị đánh trúng vài cái, để dưới chân lảo đảo, khóe miệng cũng chảy ra máu tới. Đáng thương hắn vẫn không dám toàn lực đánh trả, sợ thật chứng minh tội trạng. Không phải bản tôn làm, các người nghe bản tôn nói. Hắn không ngừng kêu lên, đáng tiếc, hô như vậy hoàn toàn bao phủ ở trong tiếng giống giận dữ. Lại nói, cho dù có người nghe được cũng sẽ không để ý tới, ai còn sẽ tin tưởng hắn. Cứ như vậy, dịch long không ngừng bị bạo anh, vết thương trên người càng ngày càng nặng. Phát triển như vậy, ngay cả kẻ cầm đầu lăng hàn cũng không ngờ tới. Hắn chỉ là muốn để Hoàng Phong truyền lời, để đối phương chết ở địa phương kia, sau đó dẫn Phong vô định tới, ai có thể nghĩ tới lại để dịch long gánh tội trong lòng dịch long oan a à, càng có một loại hối hận không nói ra được tại sao hắn lại phải đầu nhập vào phong minh mặc dù nói trong phong minh có một thiên mệnh tử còn có năm tên thất bộ trí tôn như bước đến dối tinh dối mù nhưng những người này đều coi hắn trở thành ngoại nhân tràn đầy bài xích căn bản không có tiếp nhận hắn hắn đường đường tam bộ cần gì phải chịu ủy khuất như vậy hiện tại tốt rồi bị coi như hung thủ kia thật là bị đánh chết cũng không có chỗ kêu oan a à. Dừng tay, một tiếng quát lạnh truyền đến, tràn đầy uy thế khiếp người. Lập tức, có một nửa người dừng tay, mà đổi thành một nửa người cũng chậm lại công kích, bất quá thời gian mấy hơi thở, chàng diện đã hoàn toàn được khống chế lại. Một tên dáng người vĩ ngạn đi tới, từng bước một hạ xuống, như long hành hổ bộ. Phong đại nhân, Phong Tình đại nhân, không ít người lập tức hành lễ, đây là tứ bộ thiên tôn, cực kỳ yêu nghiệt, thậm chí ngay cả Phong vô định cũng khích lệ qua, cho nên dù người này không phải người của nguyên thế giới đời trước, nhưng đám người vẫn vô cùng cho hắn mặt mũi. Phong tình đi tới, ánh mắt đảo qua dịch long, khẽ trao mày. Phong đại nhân, ta oan a. À. Dịch long vô cùng kích động, nắm tay phong tình, chỉ cảm thấy lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Hắn chưa từng ủy khuất qua như thế, có thể trở thành thiên tôn, khẳng định từng cái đều là thiên tài, cùng nhau đi tới tất nhiên nghiền ép những thiên tài khác. Cho nên, hiện tại dịch long tất nhiên cực kỳ biệt khuất, có thể không ủy khuất sao. Chuyện gì xảy ra? Phong Tình trầm giọng hỏi. Dịch Long liền tranh thủ nói một lần, cũng liên tục phát ra đạo thề, nói mình nếu có nửa câu hoang ngôn, vậy hắn vĩnh thế không thể bước vào tứ bộ. Đối với Thiên Tôn mà nói, dạng lời thề này thật sự là nặng đến không thể nặng hơn. Bởi vậy, tất cả mọi người do dự, chẳng lẽ Dịch Long nói thật? Đi điều tra một chút, Phong Tình nói, cái này rất dễ dàng chứng thực, trước đám người Hoàng Phong là có 24 người a. Quả nhiên, có thật nhiều người chứng giám. Đám người Hoàng Phong đúng là 24 người cùng đi ra. Bọn hắn đi đâu? Phong Tình hỏi lại, có người trước tham gia đánh với Lăng Phi Phàm, nói ra chuyện này. Nói cách khác, hôm nay đám người Hoàng Phong hẳn là tìm Lăng Phi Phàm. Phong Tình phân tích nói, nhưng 24 người ra ngoài, chỉ có một người trở lại. Hừ, vấn đề tất nhiên ở trên người Lăng Phi Phàm. Có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Phong đại nhân, Lăng Phi Phàm kia chỉ là nhị bộ, tuyệt không có khả năng làm được Phong Tình lắc đầu, mặc dù Lăng Phi Phàm không đáng để lo, nhưng tổ phụ hắn Lăng Hàn năm đó lại có rất nhiều bằng hữu, trong đó không thiếu Tứ Bộ. Ý của ngài là có cường giả Tứ Bộ xuất thủ. Phong Tình gật gật đầu, đi xem một chút liền biết, ta biết địa phương, có người xung phong nhận việc, hắn trước đã từng theo dõi qua Lăng Phi Phàm đi chỗ Lăng Hàn, chỉ là những người này còn không dám quá mức trái với quy định của quân doanh, xông vào thạch ốc của người khác hành hung, không thì ân, bọn hắn sớm chết rồi, dẫn đường. Lần này có thể nói là quần tình xúc động phẫn nộ, chỉ ít nhất vài trăm người đồng thời xuất động, mặc dù phần lớn đều là nhị bộ, nhưng nhiều người như vậy đồng thời xuất động, thành thế có thể nói cuồn cuộn, chỗ lướt qua, để thế lực khác đều kinh động. Thế nào, Phong Minh muốn khai chiến sao? Dám sao, Bạch Minh ta cũng không kém bao nhiêu. Hồ Minh không sợ, không thể không nói, trong rất nhiều thế lực lấy Phong Minh thực lực mạnh nhất, chẳng những nhân số đông đảo, Phong vô định trấn giữ càng là thiên mệnh tử, chiến lực chắc tuyệt. Hơn nữa, sau lưng phong vô định còn có 5 tên thất bộ trí tôn, cái này làm sao so sánh. Lâm ra tính toán như bức, thế nhưng chỉ có 3 tên thất bộ cộng thêm một tên chiến lược thất bộ mà thôi. Hiện tại phong minh một bộ muốn khai chiến, có thể nào không khiến người ta trong lòng hoảng sợ. Còn tốt, những người này của phong minh không có tiến về địa bàn của thế lực nào, một đường đều qua mà không vào, đi tới một nơi hẻo lánh không đáng chú ý. Bọn hắn đi nơi kia làm gì? Rất nhiều thế lực đều hiếu kỳ, nhao nhao đến xem náo nhiệt, rất nhanh, người phong minh liền tới trước thạch ốc của Lăng Hàn. Phong tình nhìn một người gật gật đầu, nói, đi gọi cửa, vâng, đại nhân, đó là một nhị bộ, vội vàng kho người đáp ứng, chạy tới kêu cửa. Người ở bên trong nghe, mau mau xuất hiện, nhị bộ kia lớn tiếng kêu lên, Lăng Hàn ở trong nhà đá bố trí xuống một đạo cấm chế, ngăn cách thanh âm truyền vào, sau đó hắn mới mở cửa, đi ra ngoài. Khi thấy hắn, con người của phong tình co rút lại thành một điểm nhỏ. Oanh, xung quanh người hắn có khí tức mãnh liệt chấn động, không thể khống chế. Phong tình đương nhiên nghe nói lăng hàn yêu nghiệt, ngay cả thất bộ trí tôn cũng đã từng bị hắn bắt, thành tù nhân. Mặc dù về sau kim tàm thoát khốn, nhưng vẫn không thể che giấu được lăng hàn cường đại. Còn tốt chính là, lăng hàn tự mình tìm đường chết, tiến vào cấm địa của nguyên thế giới đời trước, đây chính là địa phương ngay cả thất bộ cũng không thể xâm nhập, mấy ngàn ước năm không có tin tức truyền ra, khẳng định là treo. Bởi vậy, mặc dù phong tình cảm khái một phen, lại may mắn tên yêu nghiệt này rốt cuộc biến mất. Mà bây giờ nhìn thấy Lăng Hàn sống sờ sờ xuất hiện, có thể không cho hắn chấn kinh đến bối rối sao? Có phải là ngươi, giết chết Hoàng Phong hay không? Tên nhị bộ kia lại không nhận ra Lăng Hàn, lớn tiếng chất vấn. chương 3384, con dẹp, Lăng Hàn gật gật đầu nói. Không sai, là ta giết. Nghe Lăng Hàn thừa nhận, dịch long cực kỳ bi phẫn, vội vàng nhảy ra ngoài, chỉ vào Lăng Hàn nói. Người cái hỗn đản này, người hại ta thật thảm, nhìn xem, hiện tại toàn thân hắn vẫn mang theo máu đây này. Lăng Hàn kinh ngạc, ra hỏa này nhảy ra kêu oan cái gì. Dù thực lực của hắn siêu tuyệt, cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ có khúc chiết như vậy. Lăng Hàn không có để ý tới, chỉ nhìn phong tình. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại gặp lão già chết tiệt này. Lúc trước, phong tình cùng cửu ngũ cao cao tại thượng, như thần linh quan sát hắn, muốn giết cứ giết, xem hắn là kiến hôi. Nhưng còn bây giờ thì sao, mặc dù phong tình đã bước vào tứ bộ, tiến cảnh thật sự là nhanh đến mức kinh người, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, tứ bộ lại như thế nào, so với sâu kiến cường đại đi đâu. Còn có những người khác thì sao, người làm gì bọn hắn? Tên nhị bộ kia còn đang hỏi, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói, đều giết, giết toàn bộ, đám người đầu tiên là sướng sở, sau đó đều không tin. Người nói đùa cái gì, hơn 20 tên thiên tôn làm sao có thể chết vô thanh vô tức như thế. Vậy khẳng định sẽ phát sinh một trận đại chiến, kinh động toàn bộ quân doanh A. Ngươi cho rằng mình là thất bộ trí tôn sao, thế nhưng mà, dù sao không phải mọi người đều không nhận ra lăng hàn A, nhất là nguyên thế giới đời này, không nhận ra lăng hàn thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt thế đại yêu nghiệt A, lập tức, tất cả mọi người nói nhỏ, phần lớn người đều chấn kinh đến tê cả ra đầu, phải biết, hơn 5 ngàn ức năm trước, lăng hàn đã có chiến lược thất bộ, hiện tại sẽ mạnh đến mức nào. Bởi vì lăng hàn quá mức cường đại, đám người rõ ràng đều không dám phát ra thanh âm quá lớn căn bản là lấy thần thức giao lưu miễn cho không cẩn thận nói sai chọc giận ra hỏa này nghe một chút lăng hàn mới vừa rồi còn thừa nhận giết rất nhiều người của phong minh dịch long lập tức nhảy lên lớn tiếng nói người cái cuồng đồ này nhìn bản tôn đến trấn áp ngươi mặc dù hắn là đối tượng bị oan uổng nhưng vì tăng lên địa vị của mình ở trong phong minh hắn tự nhiên không tiếc chủ động nhảy ra lại nói lăng hàn là kẻ cầm đầu để hắn oan uổng hắn đương nhiên cũng rất muốn đánh lăng hàn một lát, thậm chí giết cho thống khoái. Mặc dù người của nguyên thế giới đời này phần lớn đều nhận ra lăng hàn, nhưng cũng có số ít ngoại lệ, mà bất hạnh, dịch long này chính thuộc về số ít kia. Mọi người thấy vậy, đều lắc đầu, đây là muốn chết sao, lại dám chủ động khiêu khích vị sát tinh kia. Lăng hàn mỉm cười, ngươi muốn chân áp ta, hừ, ngươi sợ sao, dịch long lạnh lùng nói. Kỳ thật hắn biết mình hẳn không phải là đối thủ của Lăng Hàn, bởi vì thủ đoạn của lang hàn ở trên người hoàng phong là hắn không cách nào phỏng chế nhưng mà đằng sau không phải còn có một phong tình sao mình rõ ràng không địch lại lại vẫn nhảy ra ngoài đây không phải biểu hiện trung tâm sao lang hàn gật gật đầu tốt ngươi ra tay đi bất quá trước tiên nói rõ con người của ta ân oán rõ ràng người khác không chọc đến ta ta cũng sẽ không đi trêu chọc ai nhưng người nào chọc ta vậy ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho nên ngươi sẽ chết ha ha, khẩu khí thật cuồng, người cho rằng mình là thất bộ trí tôn sao. Dịch Long cười lạnh, thân hình hắn nhảy ra, phát động công kích về phía Lăng Hàn. Hắn thật đúng là toàn lực ứng phó, vận chuyển một viên ký hiệu cấp 7, trong tay cũng cua một cây cờ lớn, đây là thiên tôn bảo khí, phóng thích ra uy năng đáng sợ. Tất cả mọi người lắc đầu, Lăng Hàn yêu nghiệt này đâu chỉ thất bộ trí tôn đơn giản như vậy, hắn thậm chí còn trấn áp qua một tên thất bộ chân chính A. Người đây là cầm chứng trọi đá, không biết sẽ chết bao nhiêu khó coi. Bất quá, người phong minh lại không nhận ra Lăng Hàn, thấy dịch long bộc phát ra thế công cường đại như vậy, từng cái không khỏi hưng phấn, nhao nhao phất cờ họ gieo thay dịch long. Oanh, dịch long đã giết tới trước mặt Lăng Hàn, hắn thật không có nghĩ tới muốn giết Lăng Hàn, đừng nói hắn tự biết thực lực không kịp, dù là có thực lực như vậy cũng sẽ không làm như thế. Doanh địa cấm chỉ giết người, hắn có cố kỵ, bởi vậy, mặc dù một kích này ngoan lệ, lại có lưu chỗ chống cực lớn. Lăng Hàn xuất thủ, bành bành bành, công kích của dịch long nhao nhao bắn ra lộ ra cực kỳ yếu ớt ở trong lúc dịch long khiếp sợ chỉ thấy đại thủ của lăng hàn tiến quân thần tốc đã nắm cổ của hắn hắn lập tức như con vịt bị lăng hàn xách cổ chỉ có thể suy yếu vô lực dẫy ruộng tứ chi cái này thấy cảnh này người phong minh đều há to miệng thay dịch long phất cờ hò reo nửa ngày lại là kết quả như vậy quá mất mặt những người khác thì không hề thấy quái lạ lăng hàn ngay cả thất bộ trí tôn cũng có thể bắt huống chi là một tam bộ nho nhỏ Lăng Hàn nhìn về phía Dịch Long nói: "Ngươi hối hận hay không?" Mặc dù trong lòng Dịch Long kinh hãi, nhưng nghĩ đến đằng sau còn có một phong tình, dũng khí tự nhiên sinh ra, hắn tin tưởng phong tình nhất định sẽ xuất thủ cứu mình. Bởi vậy, hắn mười phần ngạo khí nói: "Không hối hận, ngươi không nên quá cuồng, ngươi!" Bành, hắn vẫn chưa nói xong, cả người đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Lăng Hàn thờ ơ thu tay lại, huyết vụ văng khắp nơi, lại một chút cũng không có dính đến trên người hắn từng tia từng tia sinh mệnh tinh khí tràn vào trong cơ thể của hắn lại ít đến thương cảm căn bản không có một chút xíu gợn sóng xem ra muốn để hắn nhìn thấy tiến bộ rõ ràng chỉ sợ phải xử lý thất bộ trí tôn nhưng thất bộ bất tử bất diệt căn bản giết không chết cho nên con đường này khẳng định là đoạn mất trừ khi có thể giống như cuồng loạn trực tiếp thôn vệ vị diện tàn hồn của dịch long bay múa ở trên bầu trời chẳng mấy chốc sẽ hồn tiêu phách tán hắn nhìn phong tình tràn đầy oán niệm cùng không thể tin được Vừa rồi phong tình thế mà ngay cả ý tứ xuất thủ cũng không có. Hắn chết quá oan, có thể nói, hôm nay hắn tuyệt đối là oan đại đầu đệ nhất trong lịch sử. Trước bị người coi như hung thủ, kém chút bị đánh chết, hiện tại thì như khỉ sông vào phía trước, ngay cả đối thủ là ai cũng không biết, cái này chết oan bao nhiêu a. À. Nhưng oan lại như thế nào, hắn rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Mắt thấy một tên tam bộ hóa thành huyết phú, mọi người không ai không chấn kinh. Lăng Hàn lại dám ở quân doanh giết người chương 3385, khăng khăng, T, không quản thực lực của Lăng Hàn cường đại đến cỡ nào, nhưng có một đạo danh giới cuối cùng là không thể vượt qua, cái kia chính là phá hư đoàn kết cơ bản nhất của quân doanh. Giết người, tuyệt không cho phép, Lăng Hàn lại hoàn toàn không có để ở trong lòng, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn cần để ý bất kỳ quy tắc nào sao. Hắn đã nói rõ, xuất thủ với hắn, hắn tất gấp trăm lần, nghìn lần trả lại. Ai muốn ra tay, tự gánh lấy hậu quả. Phong tình, ngươi là tự sát, hay do ta đưa ngươi lên đường? Lăng Hàn nhìn về phía phong tình, ở trên danh sách tất sát của hắn, đây là một cái trong đó. Phong tình chỉ cảm thấy biệt khuất, tiểu tử ban đầu ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới, bây giờ lại nghiễm nhiên nắm sinh tử của hắn ở trong tay. Hắn cũng không cho rằng mình có thể ở dưới chiến lực của thất bộ may mắn chạy trốn. Mà nếu hắn biết lúc trước cửu ngũ thiên tôn cũng bị Lăng Hàn hỏi như vậy, cũng không biết sẽ phát lên cảm giác đồng bệnh tương liên, hay tức giận đến sôi lên. Hắn không có lên tiếng, mà lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Giờ khắc này, hắn vô luận làm cái gì cũng vô dụng, quyền chủ động nắm giữ ở trong tay Lăng Hàn. Ha ha, Lăng Hàn, người uy phong thật to a. À. Trong một tiếng cười lạnh, một cỗ khí thức tuyệt cường phun trào, đi ra một người trẻ tuổi bạch y tung bay. Phong vô định, phong vô định ngạo nghễ nhìn Lăng Hàn. Hơn năm ngàn ức năm, hắn vẫn không thể nào bước vào lục bộ, nhưng đã tu đến ngũ bộ đỉnh phong, lại thêm một trăm vị diện cũng toàn bộ tăng lên tới cao cấp chỉ ít tương đương với một ngàn cường giả ngũ bộ liên thủ rót lực cho hắn để lực lượng của hắn đạt đến thất bộ hậu kỳ hiện tại thực lực của hắn cùng đám người lâm u liên đã tương xứng nhưng không gian tiến bộ của hắn càng lớn chỉ cần rào bước tiến lên lục bộ như vậy đừng nói đám người lâm u liên ngay cả đám người phá nhạc cũng có thể địch nổi thậm chí chấn áp lang hàn không chết lại như thế nào đồng dạng là ngũ bộ hắn tin tưởng thực lực của mình tăng trưởng cực nhanh đã không sợ ngươi không phục lang hàn cười hỏi hắn đối với phong vô định từ trước đến nay không có hảo cảm, chỉ bởi vì mặt mũi đám người chu hằng, cho nên mới nhiều lần hạ thủ lưu tình, nhưng hắn thu hoạch được thế giới ý chí truyền thừa, biết phong vô định căn bản không phải thiên mệnh tử gì, cái kia còn lưu tình cái rắm Làm thịt, con mụ nó, nhìn liền phiền, phong vô định cười lạnh, ngươi ỉ vào mình có được chiến lược thất bộ, liền có thể muốn làm gì thì làm, ta cho ngươi biết, ngươi sai, sai vô cùng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, hôm nay, ta chính là ỷ vào thực lực mạnh, muốn diệt cả ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Lớn mật, phong vô định quát lên một tiếng, hưu, thân hình hắn dâng lên. Lăng Hàn, đi lên chiến một trận, Lăng Hàn không để ý đến, mà nhìn chằm chằm phong tình, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất như nhìn một người chết. Lăng Hàn, phong vô định quát to, hắn cảm thấy mình bị không để ý tới, để hắn nổi giận mãnh liệt. Đây cũng quá khinh người, hắn là thiên mệnh tử, có được lực lượng của thất bộ trí tôn. Lăng Hàn xuất thủ, bắt về phía phong tình, làm càn, Phong vô định cũng xuất thủ, vỗ về phía Lăng Hàn. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức, phòng ốc ở phụ cận liên miên ngã xuống, mà ba ngàn giảm tường thành ở phụ cận càng trong cùng một lúc vỡ nát. Banh banh bành, vô số thiên tôn giống như người bù nhìn, bị ném đi bốn phía. Toàn bộ quân doanh hóa thành thảm, từng lớp từng lớp run run. Một kích này của Lăng Hàn bị hóa giải, nhưng phòng vô định y nguyên mặt mũi tràn đầy sát khí, Lăng Hàn cư nhiên không nể mặt hắn như thế, ở ngay trước mặt hắn xuất thủ với thủ hạ của hắn tất cả mọi người lẫn xa xa, mới vừa rồi bị dư ba chấn động một cái, liền để không ít người trọng thương, ai còn dám không mở mắt áp sát tới. Phong tình cũng muốn né tránh, nhưng mới vừa rồi một kích kia của Lăng Hàn là đánh về phía hắn, dù bị hóa giải, hắn cũng chịu đựng dư lực càng nhiều, đã thụ trọng thương, đâu còn có thể xê dịch được thân hình. Hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào phong vô định, ngăn cản Lăng Hàn, không thì hắn chết chắc. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, một kích vừa rồi hắn căn bản không có vận dụng toàn lực, hắn tiện tay ra một trường, vẫn là chụp về phía phong tình. Oanh, lực lượng bản nguyên ngưng tụ, hóa thành một đại thù ngập trời, ép về phía phong tình. Lăng Hàn, người thật quá mức, phong vô định giận dữ hết, cũng không phải bởi vì Lăng Hàn khăng khăng muốn giết phong tình. Trong mắt hắn, phong tình còn không có trọng yếu như vậy, để hắn đến tình trạng tức giận. Mà là Lăng Hàn không nhìn hắn, loại cảm giác này mới để hắn phẫn nộ. Hưu, hắn giết xuống, một bên tiếp tục hóa giải công kích của Lăng Hàn, một bên công tới Lăng Hàn, muốn để đối phương không giành lại ra tay. Bang, hai đạo lực lượng to lớn va chạm, sau đó song song chôn vùi, nhưng dư ba công kích lại chấn động, để cho một mảng lớn tường thành ngã xuống, hóa thành phế tích. Phốc, phong tình phun máu tươi, dù lăng hàn không có oanh chúng hắn, nhưng dư ba trùng kích, hắn vẫn là quá sức. Hắn ngạc nhiên nhìn lăng hàn, đây tuyệt đối là lăng hàn cố ý. Nhìn bốn phía hắn, ngoại trừ hắn còn có người thứ hai sao. Gia hỏa này là muốn để cho mình tuyệt vọng đi tới tử vong sao. Đáng hận, kỳ thật hắn có rất nhiều cơ hội giết chết Lăng Hàn, thời điểm ở tiên vực tự nhiên không cần nói, dù đi viêm xương vị diệt, hắn cũng có rất nhiều cơ hội, chỉ là cố kỵ đám người chu hằng, hắn mới không có động thủ, về sau càng bởi vì truyền ra tin tức Lăng Hàn phế, hắn liền càng không có để Lăng Hàn ở trong lòng. Vừa bỏ qua, thành thiên cổ hận A, à, phong vô định cuối cùng giết tới. Xong quyền giận vung, đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn hứng hờ cùng hắn giao thủ, còn có thể vung ra công kích đánh về phía phong tình khiến cho phong vô định không ngừng hóa giải rõ ràng phong vô định là một phương tiến công nhưng hắn lại luống cuống tay chân lộ ra vô cùng chật vật dạng long tranh hổ đấu này tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn thấy bộ dáng của phong vô định như thế tất cả mọi người chỉ có trợn mắt hốc mồm chẳng lẽ thực lực của lăng hàn đã nghiền ép phong vô định sao nếu không phong vô định làm sao lại chật vật như thế người của phong minh cũng rốt cuộc nói không ra lời mà nhìn xem phong tình chương 3386, một kích huy. Hiện tại hắn thành mấu chốt để Lăng Hàn cùng Phong vô định giao thủ, một cái muốn giết, một cái muốn bảo đảm, ai mạnh hơn liền nhìn Phong tình sống hay chết. Đối với chuyện này, Phong tình tự nhiên hận không thể chửi mẹ. Tại sao coi hắn làm đống cát, coi như Phong vô định hóa giải mỗi một đạo công kích của Lăng Hàn, nhưng dư ba trùng kích, hắn vẫn nhận lấy trọng thương, chỉ sợ nhiều nhất chừng trăm chiêu, hắn liền cúp. Oan A, hai cường giả đối chiến, hắn kẹp ở giữa, thành pháo hôi, chết cũng phải lưu lại trò cười thiên cổ. Hắn ra sức muốn rời khỏi vòng xoáy này, nhưng vừa vận tụ lực lượng còn sót lại, một đạo dư ba xung kích đã quét tới, bành, chấn động đến toàn thân hắn phát run, phun ra một ngụm lão huyết, trước mắt đen nhánh, kém chút liền ngất đi. Lăng Hàn, có bản lĩnh cùng ta đấu, làm thủ đoạn như vậy tính là gì? Phong vô định giận dữ hết, hắn cho rằng buông tay chiến một trận, mình tuyệt sẽ không thua Lăng Hàn. Phía bên kia cố ý dùng phong tình đến kiềm chế mình, để hắn không cách nào ở trên công kích thi triển hết uy năng. Hắn đã từng nghĩ tới từ bỏ Phong Tình, đặt toàn bộ lực lượng ở tiến công, nhưng ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn từ bỏ người một nhà, vậy sau này ai còn sẽ theo hắn? Cho nên, hắn chỉ có thể ra sức bảo vệ Phong Tình, mặc dù nhìn cái tư thế này, Phong Tình là nhất định xong đời. Lăng Hàn không có để ý tới, hắn không có để Phong Tình vào mắt, đồng dạng, hiện tại Phong vô định cũng không có đặt ở trong lòng hắn, chỉ là giải quyết có trình tự hắn đặt phong vô định ở cái thứ hai. Tái chiến mấy hiệp, phong tình đã vô cùng thê thảm, tứ chi bị lực lượng khủng bố ma diệt. Lăng Hàn không hề đồng tình, lúc trước bởi vì phong tình, cửu ngũ, thanh hòa tư dục, lại hại chết bao nhiêu người của tiên vực. Đồng tình, phong tình xứng sao, Lăng Huynh, không sai biệt lắm cũng có chừng có mực đi. Thanh âm nhu hòa vang lên, Lâm U Liên xuất hiện, nhìn Lăng Hàn khuyên nhủ. Hưu, hưu, tân khí hổ, ngô hạo dương, bạch mễ phản cũng theo sát xuất hiện bốn chiến lược thất bộ lang hàn lại chỉ làm như không nghe thấy hôm nay ai cũng không thể ngăn cản hắn giết phong tình cùng phong vô định không có ai tuyệt đối không có lang hàn không ngừng xuất thủ nhưng cũng không dùng hết toàn lực hắn chính là muốn để phong tình ở trong tuyệt vọng bất lực nuốt xuống một hơi cuối cùng lúc trước tên vương bát đản này phách lối đến cỡ nào đây là báo ứng lang hàn dừng tay tân khí hổ kêu lên dẫn đầu xuất thủ cùng phong vô định liên thủ ngăn cản lang hàn Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, có chút tăng lên lực lượng, liền cản hai đại thiên kiêu, một tay khác thì y nguyên oanh kích phong tình. Hóa thấy cảnh này, trong mắt của tất cả mọi người đều trừng ra. Bọn hắn không hiểu rõ chiến lược thất bộ không có quan hệ, nhưng chỉ cần có mắt, liền có thể tùy tiện nhìn ra được, Lăng Hàn lấy một địch hai cũng dư xài, nếu không làm sao còn có rảnh rỗi xuất thủ với phong tình. Phong vô định cùng tân khí hổ đều gầm thét, dùng hết toàn lực, nhưng vô dụng, ở trước mặt lực lượng thất bộ đỉnh phong, đừng nhìn chỉ là thất bộ hậu kỳ khác biệt nhưng vẫn cách cực kỳ xa phóc phong tình ăn một kích này toàn thân phun ra máu tươi chỉ có thở ra không có hít vào hắn như lại chịu một kích khẳng định phải treo lang huynh không nên đúc xuống sai lầm lớn lâm u liên cũng lao đến trong lòng của nàng đương nhiên là tầm quan trọng của lăng hàn vượt xa phong tình thậm chí nàng ngay cả phong tình là ai cũng không biết nhưng chính bởi vì nàng coi trọng lăng hàn mới không thể để cho lăng hàn phạm phải sai lầm lớn nếu không xúc động nguyên tắc vậy ai cũng không giữ được hắn chỉ là nàng không biết kỳ thật lăng hàn đã sớm đại khai sát giới ngô hạo dương cũng xuất thủ tứ đại chiến lực thất bộ liên thủ chiến lăng hàn oanh 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 tứ đại thiên kiêu liên thủ cuối cùng cản trở được lăng hàn nhưng đây cũng chỉ miến cưỡng cùng lăng hàn đánh ngang tay y nguyên không đủ bảo hiểm lăng hàn ba phen mấy bận cũng kém chút phá vòng vây để bọn hắn phong tỏa mất đi hiệu lực đại ca xin lỗi bạch mễ phản cũng hét dài một tiếng gia nhập chiến đoàn. Hắn càng không hy vọng Lăng Hàn đứng ở mặt đối lập của tất cả mọi người, dù sao Lăng Hàn còn không phải thất bộ, thật muốn chọc tất cả thất bộ liên thủ nhằm vào, đây tuyệt đối là một con đường chết. Cho nên, hắn nhất định phải ngăn cản Lăng Hàn giết người. Lăng Hàn lộ ra mỉm cười, chiến ý cuối cùng tăng lên. Năm tên vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, đều là chiến lực thất bộ hậu kỳ, rốt cục có tư cách để hắn động thật sự. Đến, hắn cười ha ha, toàn bộ ký hiệu cấp 7 vận chuyển, trong nháy mắt tăng vọt hai ngàn lần lực lượng, bang bang bang, hắn chiêu chiêu cùng đám người tân khí hổ cứng rắn đối, lực lượng vị diện thủ hộ, lực phản chấn căn bản không có cách nào tác dụng ở trên thân thể hắn, thân thể như thất bộ, bất tử bất diệt. hắn phát huy như thế, đám người tân khí hổ cũng có chút không chịu nổi, bọn hắn vội vàng vận chuyển ra thiên tôn ký hiệu mạnh nhất, đáp lễ về phía lăng hàn. chấn cho ta, phong vô định hét lớn một tiếng, hắn phóng ra vị diện, tạo thành lực áp bách cường đại. Một trăm vị diện cao cấp đều hiện, tạo thành lực áp bách đáng sợ, ngay cả đám người tân khí hổ cũng có chút ảnh hưởng. Lăng Hàn nhoèn miệng cười, đã phóng xuất, vậy cũng chớ cầm trở lại. Hắn phát động cường công, nộ quyền vung vẩy, hoàn toàn phóng xuất ra lực lượng của mình. Lấy phòng ngự của hắn hiện tại, áp lực của vị diện căn bản không có cách ảnh hưởng hắn. Hắn cưỡng ép bắt lấy một vị diện, muốn cướp lại. Phòng vô định vừa sợ vừa giận, nếu như vị diện này của hắn thật bị Lăng Hàn đoạt đi, vậy thì sẽ vĩnh viễn mất đi hắn vội vàng phát huy toàn lực muốn thu vị diện này trở lại suy si tâm vọng tưởng lang hàn lạnh lùng nói lực lượng kinh khủng xô trào cưỡng ép áp xúc vị diện này hóa thành cỡ bàn tay hắn ôm đồm qua sau đó dùng lực ném ra ngoài bành vị diện này đánh thẳng phong tình nhanh giống như ánh sáng phong tình kinh hãi con người không khỏi mở lớn lộ ra sợ hãi mãnh liệt một kích này đánh tới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn dù sao cũng không muốn chết Trải qua nhiều năm khổ tu như vậy, hắn từ nhất bộ tu đến tứ bộ hiện tại, chỉ dùng. Hơn một kỷ nguyên, thiên phú thật sự là kinh người. Hắn đối với mình có kỳ vọng càng lớn, có lẽ có thể đạt tới ngũ bộ, thậm chí lục bộ, thế nhưng mà bị một kích này oanh chúng, như vậy hết thảy đều thành không. chương 3387, một trận chiến thành thần một. Cũng đừng nói hắn đã thụ trọng thương, dù chiến lực hoàn hảo, hắn lại có năng lực gì trốn tránh, hoặc chống đỡ được một vị thất bộ xuất thủ hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trên thân đám người phong vô định, thế nhưng mà, đám người phong vô định ngăn cản được sao? Không ngăn cản được, một kích này nhanh như lưu quang, mà Lăng Hàn càng chủ động xuất kích, kéo lấy ngũ đại cường giả, để bọn hắn không rảnh ra tay. Bang, vị diện nghiền ép mà qua, phong tình bị nghiền vỡ nát, mà vị diện này đụng phải tường thành, phòng ngự nguyên bản đủ để ngăn lại công kích của lục bộ, trong nháy mắt băng diệt, hiện ra một lỗ hồng cự đại, mà vị diện này cũng bởi vậy vỡ nát thành mười mấy khối tiếp tục bay về phía trước. Bởi vì vỡ nát, lực lượng hạch tâm bạo tẩu, vị diện này bắt đầu phóng đại. Vị diện cao cấp lớn bao nhiêu, oanh, đoạn đường này ép tới, kia thật là thiên băng địa liệt. Đúng dịp chính là, quân doanh của cuồng loạn ngay ở phương hướng kia. Một vạn dặm khoảng cách đây tính toán là cái gì, thời gian một hơi thở cũng không cần, những mảnh vỡ vị diện này đã đập đến, đám quái vật kia căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào, tài ương ngập đầu đã đánh tới, chỉ một kích, cái quân doanh này đã không còn tồn tại, từ thương không biết bao nhiêu đại quân cuồng loạn, mà khối vụn vị diện còn lại thì tiếp tục bay về phía trước, còn đi đến khu vực thuộc về cuồng loạn khống chế, lại tạo thành phá hư gì, cái kia chính là sự tình cuồng loạn cần lo lắng. Bên huyền mạc vị diện, tất cả mọi người cứng họng, bị Lăng Hàn dọa sợ. Một là bởi vì Lăng Hàn cường đại, ngay cả ngũ đại chiến lược thất bộ cũng không cách nào ngăn cản hắn giết người, hai là Lăng Hàn cũng quá to gan lớn mật, chỉ cần không phải thất bộ, vậy thì không phải thiên hạ vô địch chân chính hắn thế mà dám ở trong quân doanh giết người, còn giết không chỉ một người. Lần này, họa sông ra lớn, ai có thể giữ được hắn? Phong vô định biểu lộ lành lạnh, hắn cũng không còn xuất thủ, bởi vì phong tình đã chết, mà nhìn ngũ đại cường giả liên thủ cũng không áp chế nổi lăng hàn, như vậy còn đánh cái gì, hắn chỉ vào lăng hàn nói. Người đã xông ra họa lớn ngập trời, là tự mình quỳ xuống đất bị trói, hay chờ ta ra tay? Lăng hàn nhoẻn miệng cười, ta không có dự định bị trói, cũng không có khả năng bị áp chế, ta còn muốn giết một người. Thời điểm nói câu này, hắn nhìn chằm chằm phong vô định. Nhẫn ra hỏa này đã đủ lâu, hôm nay nhất định phải làm thịt, làm thịt. Phong vô định sướng sờ, sau đó cười ha ha. Lăng hàn, người tự cho mình cũng quá cao đi, còn muốn giết ta. Nếu ta muốn, người chính là một người chết. Lăng hàn từ tốn nói, lộ ra tự tin mãnh liệt. Lăng hàn, người chẳng những công nhiên ở quân doanh giết người, hơn nữa còn phá hủy thành phòng, đây là tội lớn bực nào? Phong vô định tiếp tục chỉ trích, ngược lại đám người Lâm U Liên đều không lên tiếng nữa. Phảng phất như dẫn chứng cho hắn, sát khí vô tận đánh tới, chỉ thấy lượng lớn cuồng loạn quân phô thiên cái địa vọt tới. Đám người kinh hãi, đại quân cuồng loạn thế mà giết tới. Chuyện này quá đột ngột, hơn nữa, tương thành của bọn hắn đã bị phá hư, lực phòng ngự đại giảm, mà trong quân cuồng loạn đổi mới một loại quái vật, lúc nào cũng có thể tự bạo, đánh ra lực phá hoại của thất bộ đỉnh phong vô luận là đối với người hay hoàn cảnh đều sẽ tạo thành phá hư đáng sợ muốn đối phó loại quái vật này nhất định phải ở chỗ xa liền phát hiện sau đó lấy đả kích từ xa làm tự bạo loại quái vật này lực phá hoại kinh người nhưng lực phòng ngự bản thân lại cực yếu ngay cả nhị bộ tam bộ cũng có thể rất dễ dàng giết chết bởi vậy sớm phát hiện đánh nổ như vậy loại quái vật này liền sẽ nổ tung ở trong quân cuồng loạn ngược lại đối với cuồng loạn quân tạo thành đại phá hư vấn đề là phát hiện quá khó khăn hơn nữa loại quái vật này còn giấu ở trong cuồng loạn quân giống như biển cả, muốn sớm đánh nổ, cơ hồ là không thể nào làm được. Hiện tại, binh lâm thành hạ, nghênh địch, bọn người lâm u liên, tân khí hổ nhao nhao phát lệnh. Phong vô định thì nhìn lăng hàn, nghiêm nghị nói, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt gì, hừ, cho dù ngươi có chiến lược thất bộ, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hắn muốn liều mạng cho lăng hàn tội danh, nếu không, chiến lược thất bộ cơ hồ vô địch, tự nhiên phải trăm phương ngàn kế bảo tồn chống cự cuồng loạn cho nên hiện tại nhất định phải cho lăng hàn một tội danh mà cho dù hắn lập xuống công lao mất trời cũng không thể miễn tỷ như hiện tại nếu bởi vì lăng hàn mà chết vô số thiên tôn thì ngay cả đám người lâm lạc chu hằng muốn bảo đảm cũng không mở miệng được bằng không thì ai dám ra trận lăng hàn cười nhạt một tiếng ta đương nhiên làm một chuyện tốt dẫn toàn bộ cuồng loạn quân qua cùng một chỗ tiêu diệt người quả nhiên là người của cuồng loạn Phong vô định cắn răng nói, cái tội danh này liền lớn, một khi xác định Lăng Hàn là thủ hạ của cuồng loạt, như vậy tất cả thất bộ đều sẽ dốc hết toàn lực xử lý hắn. Cạn bã, suốt ngày chó sủa, Lăng Hàn suy nói, cũng được, ta trước giải quyết những gia hỏa khó coi bên ngoài kia, lại đến lấy đầu ngươi. Hưu, hắn giết ra ngoài, hiện tại Lăng Hàn không cần cố kỵ cái gì, dù thất bộ liên thủ trấn áp hắn cũng không sợ, nhưng hắn cũng không phải không có điểm mấu chốt, không phải là người không biết phân biệt phong vô định đương nhiên phải giết nhưng tuyệt không có khả năng bởi vậy làm cho cả thành lũy vì hắn chôn cùng không vội ngược lại phong vô định chạy không được hắn trực diện cuồng loạn quân hiện tại chính như biển động giết tới trước hắn lấy vị diện ném một cái oanh giết gần chín thành cuồng loạn quân nhưng dù chỉ còn lại có một thành số lượng này cũng nhiều đến kinh người phô thiên cái địa đen nghịt một mảnh lang hàn thong dong bình tĩnh tay phải vươn ra ông một đạo lực lượng ngưng tụ hóa thành một quang cầu chớp động lên ánh sáng quỷ dị như sóng nước dương động đi hắn tiện tay vung quang cầu ra quang cầu đánh ra nhanh vô cùng trong nháy mắt liền đánh tới chỗ cuồng loạn quân những quái vật kia muốn vung móng đánh ra nhưng quang cầu phảng phất như mọc mắt linh động toát ra căn bản không có cách bị chặn đường lúc đi vào chỗ sâu trong cuồng loạn quân quang cầu mới yên tĩnh lại bảo lang hàn nhẹ nhàng nói oanh lập tức quang cầu nổ tung năng lượng đáng sợ bạo động cuốn đáng về phía bốn phương tám hướng. Trường 3388, một trận chiến thành thần hai Bành bành bành, cơn bão năng lượng trào lên, cuồng loạn quân nhao nhao hôi phi yên diệt, lục bộ lại như thế nào, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Động tác trong tay lăng hàn không ngừng, ném ra từng quang cầu, đây chính là ngưng tụ lực lượng tất cả vị diện của hắn, tương đương với một nguyên thế giới cỡ nhỏ oanh kích, uy năng đương nhiên đáng sợ. Oanh, 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 trong nháy mắt cuồng loạn quân bị tai ương ngập đầu, Nhất là một quả cầu ánh sáng trong đó còn oanh sát một con quái bạo tạc, để con quái vật này cũng bạo phát ra lực phá hoại của thất bộ đỉnh phong, hai cơn bão năng lượng cấp bậc thất bộ đỉnh phong va chạm, hoặc chôn vùi, hoặc tăng cường, tạo thành hiệu quả phá hư càng thêm đáng sợ. Khi Lăng Hàn vung ra mấy trăm quang cầu, toàn bộ cuồng loạn quân chỉ còn lại có giải rác không đủ ngàn con. Lại bị Lăng Hàn giết một chút, gảy ngón tay một cái liền diệt đi một con, trong nháy mắt toàn bộ từ trên bầu trời ngã xuống. Đến tận đây, cuồng loạn quân toàn diệt thậm chí không có một con sông lên đầu tường. Trong lúc nhất thời, toàn trường im ắng, chỉ biết dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hàn. Anh hùng thiên hạ, trừ hắn còn ai? Một người, trong lúc giơ tay nhấc chân, ước vạn cuồng loạn quân hôi phi yên diệt, như định hải thần châm, đại sơn bất động. Chỉ cần có hắn, còn cần tường thành sao? Một người, có thể so sánh thiên quân vạn mã, không giống với thất bộ trí tôn, ở chỗ này khai chiến, thất bộ là phá hư quy tắc, bản thân sẽ tạo thành phá hư đối với thiên địa, chẳng khác gì giúp cuồng loạn một tay, bởi vậy, ở trong chiến trường tầng này, chiến lược thất bộ của đám người Lâm U Liên, phong vô định còn mạnh hơn thất bộ chân chính, dù thực lực của bọn hắn không kịp. Mà Lăng Hàn càng thêm như bức, một người liền giải quyết một chi đại quân, thực sự là không có người nào. Lăng Hàn xoay người lại, đối mặt đám người trong tường thành, áo xanh bồng bềnh, phảng phất như muốn theo gió mà đi. Một mảnh tĩnh lặng, không có người nói được, thần hồn đều bị đoạt. Lăng Hàn, cho dù ngươi, oanh, Phong vô định vừa định mở miệng trách cứ, nhưng toàn trường lại bộc phát ra tiếng hoan hô như lôi độc, mỗi người đều giống như bị điên, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Lăng Hàn. Giờ khắc này, bọn hắn đều coi Lăng Hàn trở thành thần linh, có thể cứu vớt bọn hắn. Một người đứng ngạo nghễ, tiếp nhận ngàn vạn thiên tôn gieo hò. So sánh với đó, vô luận là Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, hay Tân Khí Hổ, Phong Vô Định, Bạch Mễ Phản, đều ảm đạm phai mờ. Cái này rất giống đá cuối cùng Bảo Ngọc, nhìn một chút liền có thể phân biệt ra ai mới là quang huy sáng chói Biên quan, có một người lăng hàn, là đủ. Phong vô định nhìn ở trong mắt, không khỏi dâng lên ghen ghét vô tận. Hắn mới là thiên mệnh tử, hắn mới là. Hiện tại tiếp nhận ngàn vạn người gieo hò, ngưỡng mộ, hẳn là hắn, mà không phải lăng hàn. Cũng không chỉ người nguyên thế giới đời này tràn đầy cuồng nhiệt với lăng hàn, ngay cả đời trước cũng giống như vậy. Hắn hận đến cắn răng, trong hai mắt phun ra lửa. Có dạng thiên đại công lao này, có tác dụng vĩ đại như vậy còn có ai sẽ đồng ý xử tử lăng hàn chẳng lẽ trên đầu của hắn cả đời phải vắt ngang lấy một tòa núi lớn như thế chẳng lẽ hắn vĩnh viễn phải sinh hoạt ở dưới bóng ma của lăng hàn hắn muốn giết người giết người giết người lăng hàn đè tay lập tức thanh âm của tất cả mọi người biến mất ai cùng ngửa đầu nhìn hắn trong ánh mắt tản ra cuồng nhiệt phảng phất như chỉ cần lăng hàn ra lệnh một tiếng bọn hắn liền nguyện ý theo lăng hàn công thành nhổ trại thậm chí phản công đại bản doanh của cuồng loạn cũng không sợ cái này khiến phong vô định thấy lại suýt chút nữa tức chết mình dựa vào thân phận thiên mệnh tử lại thêm uy danh của năm tên thất bộ trí tôn thế nhưng chỉ để hạt giống của nguyên thế giới đời trước đoàn kết xung quanh hắn nghe hắn hiệu lệnh nhưng nhìn lăng hàn chỉ chiến một trận mà thôi liền thành lãnh tụ không thể tranh cãi lăng hàn lạnh lùng nhìn phong vô định phong vô định đương nhiên sẽ không sợ cũng cùng lăng hàn đối mặt hai nam nhân thâm tình nhìn nhau vô cùng có khả năng để quần chúng không rõ cho rằng giữa bọn họ có gian tình gì không thể nói, nhưng chỉ cần nhìn sát khí mà bọn hắn phát ra, liền biết hai người này chỉ có một loại quan hệ, cái kia chính là sinh tử đối đầu. Phong vô định, ta nói qua, hôm nay người phải chết. Lăng Hàn từ tốn nói, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Giết Phong tình, giết Dịch Long, giết Hoàng Phong, mặc dù cái này là tội lớn, nhưng Lăng Hàn cho thấy đủ thực lực, hắn liền có được đặc quyền siêu nhiên quy tắc giơ tay nhấc chân có thể diệt đại quân cuồng loạn nhân tài như vậy quá trọng yếu tuyệt không phải mấy tứ bộ tam bộ có thể so sánh nhưng mà phong vô định liền không giống hắn là thiên mệnh tử đạt được nguyên thế giới đời trước truyền thừa là mấu chốt tiêu diệt cuồng loạn một cái chỉ có thể chống cự cuồng loạn một cái khác lại có thể tiêu diệt cuồng loạn người nói ai quan trọng hơn cho nên lăng hàn thật muốn giết phong vô định chuyện kia liền lớn rồi hơn nữa đám người lâm u liên cũng sẽ không cho phép lăng hàn làm tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Hư, người cũng xứng. Phong vô định ngạo nghễ nói. Lăng Hàn lắc đầu, cái gì cho má thiên mệnh tử. Hắn ở thật lâu trước kia cũng không tin Phong vô định là thiên mệnh tử gì, bởi vì đối phương không có chỗ nào kỳ lạ. Đúng vậy, một trăm vị diện xác thực nghiền ép bất luận thiên kiêu nào, giống như mấy người lâm u liên cũng chỉ mở ra hai vị diện. Nhưng so sánh với Lăng Hàn, một trăm vị diện căn bản chính là cặn bã. Cho dù để Phong vô định đạt đến thất bộ, lại có thể địch nổi cuồng loạn sao? Tuyệt không có khả năng, ngẫm lại cũng rất đơn giản, cuồng loạn tu luyện đồng dạng chưa bao giờ dừng lại, hơn nữa nó đang không ngừng thôn vệ vị diện, thực lực một mực tăng cường, như vậy Phong vô định dựa vào cái gì cho là tốc độ tu luyện của mình có thể siêu việt cuồng loạn. Những người khác tu luyện đều có cuối cùng, cho nên mới có thể siêu việt, nhưng đối mặt một tồn tại không có cực hạn, một mực tiến bộ, làm sao siêu việt. Đây cũng là thiên mệnh tử, ta phi, ngươi dám chửi bới ta. Phong vô định lành lạnh nói, hắn thật sự là nhẫn đủ lăng hàn. Thứ chó má, giết ngươi, nhìn xem lão thiên gia lại sẽ như thế nào. Lăng hàn từ tốn nói, thân hình khẽ động, đã đánh về phía phong vô định. Giết người có trước sau, hiện tại liền đến phiên phong vô định. chương 3389, phòng ngự cực hạn. Phong vô định tự nhiên không thể không ứng chiến, hắn cũng không phải thân thể thất bộ bất diệt, làm sao dám để lăng hàn loạn oanh. Chiến, đáng tiếc, một khi lăng hàn nghiêm túc, Phong Vô Định làm sao có thể là đối thủ của hắn, rất nhanh liền bị áp chế, bị oanh sát chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Hàn, đám người Tân Khí Hổ vội vàng xông về phía trước công kích Lăng Hàn, lấy giảm bớt áp lực cho Phong Vô Định. Lăng Hàn hừ một tiếng, lực lượng vị diện vận chuyển, hóa thành phòng ngự vô địch, sau đó căn bản là không quản công kích của đám người Tân Khí Hổ, chỉ ra tay với Phong Vô Định. Bốn người Tân Khí Hổ lại không biết phòng ngự của Lăng Hàn đã là cấp bậc thất bộ, thấy hắn thế mà buông ra mặc cho bọn hắn oanh kích không khỏi đều thu tay lại, công kích giảm mạnh. Để Lăng Hàn kinh ngạc chính là, Lâm U Liên, Bạch Mễ Phản, Ngô Hạo Dương kìm cương bên bờ vực hắn có thể lý giải, nhưng tân khí hổ thế mà cũng ngạnh xanh thu tay lại, cái này để hắn kỳ quái. Rất cổ quái, bất quá, dù bốn người thu tay lại, nhưng vẫn còn có chút công kích quét đến trên thân Lăng Hàn, dù sao cấp bậc thất bộ xuất thủ quá nhanh, đâu thể nào thu sạch trở lại. Nhưng những công kích này đánh lên người Lăng Hàn, lại ngay cả một cọng lông của Lăng Hàn cũng không thương tổn đến, nhưng tác dụng vẫn có một ít dù sao cũng là lực lượng thất bộ để tốc độ của lăng hàn giảm xuống cho phong vô định cơ hội lui ra phía sau cái gì bọn người lâm u liên kinh hãi dù quét đến lăng hàn chỉ là một đạo công kích của bọn hắn nhưng thất bộ chính là thất bộ công kích của bọn hắn đâu thể nào cứng rắn ăn nhưng lăng hàn lại điềm nhiên như không có việc gì đây là cái quỷ gì phòng ngự cấp bậc thất bộ tân khí hổ từng chữ từng chữ nói mặc dù bọn người lâm u liên không muốn tin tưởng nhưng sự thật thắng hùng biện Trời ạ, à, một ngũ bộ thiên tôn, có được chiến lực thất bộ đã bất khả tư nghị, thế mà còn có khí lực của thất bộ, cái này vẫn là ngũ bộ sao? T, lần này lăng hàn chân chính có được lực lượng không nhìn quy củ. Cho dù hắn coi trời bằng vung lại như thế nào, hắn là bất tử bất diệt, ai có thể trừng trị hắn? Không chỉ bọn hắn, quần chúng vây xem bốn phía cũng chấn kinh đến tê cả ra đầu, lăng hàn làm sao có thể mạnh đến dạng này? Dù phong vô định tự nhận bất phàm, hiện tại cũng từ đáy lòng dâng lên hàn ý mãnh liệt hắn đối mặt là một vị thất bộ chân chính lực lượng phòng ngự đều đạt đến thế giới đỉnh phong giết không chết đánh không thương tổn chỉ có đối phương hành hạ người chiến đấu như vậy căn bản là không công bằng lang hàn chỉ nhìn chằm chằm phong vô định thản nhiên nói còn có ai muốn ngăn ta không lang huynh còn xin nghĩ lại phong vô định là thiên mệnh tử của nguyên thế giới đời trước vô cùng có khả năng dính đến mấu chốt tiêu diệt cuồng loạn lâm u liên nghiêm nghị nói nàng đương nhiên còn muốn khuyên một chút lần này nàng lo lắng cũng không phải Lăng Hàn an nguy, mà là từ đại cục xuất phát. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, cái gọi là thiên mệnh tử này, cũng chỉ là đám người sung viêm nói, mà ta đối với bọn hắn. tràn đầy hoài nghi, đường đường thất bộ trí tôn, thế mà lại nói dối, mà hắn cũng thông qua quan sát của mình, thế giới ý chí thuyết pháp, khẳng định phong vô định tuyệt đối không phải thiên mệnh tử gì. Đám người sung viêm, phá nhạc, vô cùng có khả năng cất giấu bí mật của mình. Thất bộ cũng thủ khẩu như bình, mưu đồ khả năng to đến kinh người. Đại ca, vẫn là thu tay lại đi, bạch mễ phản cũng khuyên, lăng hàn lắc đầu, chỉ vào phong vô định, ta nói, hôm nay nhất định sẽ xử lý hắn. Phong vô định giận dữ, hắn hừ một tiếng, lăng hàn, người muốn giết ta, có dễ dàng như vậy sao? Chờ người chết, tự nhiên sẽ biết, lăng hàn từ tốn nói, hiện tại phong vô định đã không xứng là đối thủ của hắn, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có để phong vô định ở trong lòng. Hắn giết ra ngoài, song quyền vung vẩy nộ kích phong vô định phong vô định bọn người lâm u liên vội vàng xuất thủ năm đại chiến lược thất bộ lần nữa liên thủ ngăn cản lăng hàn hành hung thật ngăn cản được sao lần này đánh đám người tân khí hổ đương nhiên không có lo lắng đều toàn lực ứng phó nhưng đánh mấy chiêu bọn hắn mới biết được vì cái gì thất bộ chân chính như bức như vậy bất tử bất diệt bọn hắn công kích đánh vào trên thân lăng hàn chỉ tung tóe ra toái quang trùng điệp căn bản không gây thương tổn được lăng hàn nhưng Lăng Hàn công kích bọn hắn lại nhất định phải hóa giải, nếu bị đụng một cái liền trọng thương. Chiến đấu như vậy quá không công bằng, Lăng Hàn chỉ cần công kích, thi triển hết có khả năng, mà năm người phong vô định lại chỉ có chống đỡ, khổ không thể tả. Sáu chiến lực thất bộ đại chiến, thấy mà tất cả mọi người tâm thần đều đoạt, không kiềm chế được. Oanh, 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 tường thành từng mảnh từng mảnh ngã xuống, mà toàn bộ quân doanh cũng bị phá hủy trong nháy mắt, lưu lại toàn cảnh thương di. Nhưng cho dù bị năm tên chiến lực thất bộ liên thủ nhằm vào, Lăng Hàn vẫn chiếm cứ thượng phong cùng chủ động. Hắn căn bản không để ý tới đám người Tân Khí Hổ công kích, chỉ nhìn chằm chằm Phong Vô Định ra tay. Bành bành bành, tất cả công kích đánh lên người hắn đều hóa thành toái quang, mà công kích của hắn, năm tên thiên kiêu nhất định phải nghiêm nghị ứng đối. Chiến đấu như vậy đối với đám người Tân Khí Hổ quá khó chịu, đối mặt một đối thủ giết không chết, đánh không thương tổn, có chỉ có thể là tuyệt vọng mà thôi. May mắn bọn hắn đánh ra lực lượng còn có thể đánh lui lăng hàn bằng không thì hiện tại phong vô định khẳng định đã treo dù như thế phong vô định cũng ăn mấy lần đả kích lưu lại thương thế không nhẹ hắn ho ra máu càng kinh hãi còn đánh xuống như vậy hắn vô cùng có khả năng chết ở trong tay lăng hàn làm sao bây giờ hắn tuyệt đối không muốn chết hắn ở ngũ bộ liền có được chiến lược thất bộ đợi bước vào lục bộ thất bộ còn đến mức nào dạng tiền đồ vô lượng này sao có thể vẫn lạc hắn cắn răng, xoay người rời đi. Không thể tái chiến nữa, đó là hành vi chịu chết. Lăng Hàn đuổi theo, nhưng bọn người Lâm U Liên đều toàn lực ngăn cản, để Phong vô định thắng được cơ hội chạy trốn. Các ngươi, không ngăn cản được ta. Lăng Hàn nói, mấy chục vạn vị diện đồng thời phóng ra, lập tức tạo thành áp lực đáng sợ. chương 3390, Kinh Trốn, Oanh, toàn bộ khu vực nơi này đều chìm xuống phía dưới chỉ ít hơn 10 dặm, đại địa cực kỳ dày đặc, mà bốn người tân khí hổ cũng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn dù sao cũng không phải thất bộ chân chính, ở dưới áp lực đáng sợ khó chịu cũng bình thường. Lăng Hàn nhanh chóng truy đuổi, một quyền bạo oanh, phong vô định cũng không quay đầu lại, bốn loại lực lượng bản nguyên mở ra, hóa thành bốn cái cánh, lực lượng vị diện thì hóa thành một ngọn buồm, dương động lên, tăng nhanh tốc độ của hắn. Oanh, một quyền này thế mà không thể đuổi được hắn, đánh hụt. Lăng Hàn hừ một tiếng, toàn lực chạy vội, đuổi theo phong vô định, lực lượng trong cơ thể hắn hoàn toàn dâng trào tốc độ càng nhanh sau lưng bọn người lâm u liên cũng nhanh chóng truy đuổi bất quá lăng hàn đang không ngừng kéo ra khoảng cách cùng bọn người lâm u liên mà khoảng cách giữa hắn cùng phong vô định lại đang không ngừng rút ngắn tiếp tục như vậy nhiều nhất nửa canh giờ khả năng cũng không cần phong vô định liền sẽ bị lăng hàn đuổi kịp phong vô định có thể chạy tới chỗ nào đáp án rất dễ dàng đoán được thế gian còn có ai có thể ngăn cản lăng hàn thất bộ trí tôn chân chính lực lượng đỉnh cao nhất, lấy bất tử thân đối chiến bất tử thân. Phong vô định muốn chạy trốn tới một tầng không gian khác, đi chiến trường chính tìm kiếm đám người sung viêm, phá nhạc, chỉ có 5 người này mới có thể bảo vệ hắn. Nơi này chính là ngoại vực chiến trường, mặc dù có không gian cách xa nhau, nhưng khoảng cách cũng không xa. Bất quá nửa nén hương thời gian, Phong vô định liền chạy tới lối vào không gian tầng 2, sau đó không chút do dự tiến vào chiến trường chính. Lăng Hàn đã đuổi theo gần, đồng dạng không có bất kỳ trần chờ, hắn nhanh chóng truy đuổi. Một lát sau, bốn người tân khí hổ mới xuất hiện, có chút do so dự một chút, lúc này mới tiến vào chiến trường chính. Nơi này quá nguy hiểm, có chủ thể của cuồng loạn, chiến lực tuyệt đối vượt qua thất bộ đỉnh phong, bởi vì nó thúc đẩy lực lượng vị diện đến tình trạng tuyệt cao, nghiền ép sáu loại lực lượng bản nguyên, không có thân thể bất tử bất diệt, ai có thể ngăn trở một kích của nó. Cho nên, tiến vào chiến trường chính, nhất định phải là thất bộ chân chính. Nhưng vì ngăn cản lăng hàn, bốn người này cũng bất chấp, lại nói, dù sao trong này còn có 14 vị thất bộ đang đối kháng với cuồng loạn. Phong Vô Định chạy nhanh, hắn đã cảm ứng được áp lực khủng bố của cuồng loạn, cái này đã chứng minh, chủ thể của cuồng loạn không xa, mà đám người xung viêm cũng không xa. Hắn phát ra tinh thần ba động, cầu cứu năm đại cường giả. Nhưng Lăng Hàn cũng đã đuổi theo gần, một quyền đánh tới. Lần này, Phong Vô Định không thể không cản, nếu không không đợi đám người xung viêm chạy tới, bộ ngực của hắn liền bị Lăng Hàn xuyên thủng. Bang, bang. Bang, hai người kịch chiến, nhưng không có bốn người tân khí hổ kiềm chế, trong nháy mắt phong vô định liền bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Ở chỗ rất xa, đám người xung viêm đột nhiên giật mình, bọn hắn đều nhận được tín hiệu xin giúp đỡ của phong vô định. Không được, thân sắc của bọn hắn đại biến, ai cùng dừng tay lại. Năm vị, các ngươi làm cái gì vậy? Bạch phản hỏi, hiện tại cuồng loạn càng thêm cường đại, 14 thất bộ trí tôn liên thủ cũng khó ngăn cản bộ pháp thúc đẩy của nó, hiện tại lập tức liền có 5 người ngừng tay, áp lực liền như núi. Đám người xung viêm căn bản không có để ý tới, nhao nhao xoay người rời đi. Bọn hắn đi, phòng tuyến của đám người lâm lạc lập tức vỡ tan ngàn dặm. 5 người đuổi gấp, giống như phong vô định chính là con ruột của bọn hắn, không, con ruột cũng không có gấp như vậy. Một đường chạy vội, thị lực của thất bộ kinh người cỡ nào, bọn hắn đã thấy được phía trước đang có hai người kịch chiến, một cái là phong vô định, một cái khác là... Lăng Hàn, Lăng Hàn, Phá nhạc thiên tôn lập tức lộ ra phẫn nộ, đây là một người duy nhất ở trong tính mạng của hắn lưu lại ký hiệu sỉ nhục. Hiện tại, Lăng Hàn thế mà muốn giết Phong Vô Định. Người biết Phong Vô Định đại biểu cho cái gì sao? Oanh, không chỉ phá nhạc thiên tôn, bốn người sung viêm cũng bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, bởi vì Phong Vô Định đã tràn ngập nguy hiểm. Thằng nhãi danh, còn không ngừng tay, bắt đầu thiên tôn giận dữ hết. Oanh, tiếng hộ uy lực cực kỳ đáng sợ, hóa thành sóng to gió lớn, chấn động đến không gian nhao nhao vỡ vụn còn tốt nơi này chính là chiến trường lưỡng giới thiên địa đã sớm bị đánh nát không gian vỡ vụn cũng chỉ là vỡ vụn sẽ không tạo thành phá hư càng lớn hậu phương bốn người tân khí hổ cuối cùng cũng đuổi theo phong vô định đại hỷ hiện tại cứu binh trước sau sắp hội sư hắn tuyệt đối an toàn lăng hàn người giết không được ta hôm nay không được ngày mai không được mãi mãi cũng không được hắn kêu gào nói hiện tại hắn cũng chỉ có thể ở ngoài miệng khoe khoang vậy sao lăng hàn cười lạnh mấy chục vạn vị diện cùng xuất hiện, tạo thành lực áp bách cực kỳ đáng sợ, hắn lại vung một quyền, ngưng tụ tất cả phẫn nộ cùng sát ý của hắn. Bành, một quyền này hóa thành ánh sáng, đánh vào ngực phong vô định, chỉ thấy quang trụ thấu thể mà ra, đã đánh xuyên qua ngực của phong vô định. Thằng nhãi danh, đám người sung viêm đã giết tới, nhao nhao anh ra đại chiêu, đánh về phía lăng hàn. Lăng hàn nghinh kích, mặc dù phòng ngự của hắn đạt đến thất bộ, nhưng mặc cho thất bộ công kích, hắn lại có khả năng bị chân áp, cái này dĩ nhiên không phải hắn muốn nhìn đến. Không biết lượng sức, đám người xung viêm đều cười lạnh, chỉ là ngũ bộ thiên tôn, cũng dám lấy một địch năm, đối kháng bọn hắn. Không phải muốn chết là cái gì, banh banh bành, nhưng liên tiếp công kích đánh qua, năm đại trí tôn lại lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Lăng hàn, như không có việc gì, đỡ được bọn hắn công kích, dường như không ảnh hưởng. T, chẳng lẽ tiểu tử này thành tựu thất bộ, đám người xung viêm đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngũ bộ liền có được chiến lược thất bộ, cái này đã khai sáng lịch sử, nhưng chỉ ít còn có một phong vô định có thể so sánh. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn còn có phòng ngự của thất bộ, cái này quá kinh khủng. Mang ý nghĩa, Lăng Hàn chân chính bước vào hàng ngũ cự đầu, từ đây bất tử bất diệt, không cần để bất luận kẻ nào vào mắt, trong lòng, thậm chí nguyên thế giới hủy diệt, cuồng loạn nhất thống thiên hạ, vậy cũng sẽ không chết, còn có thể sống tiêu diêu tự tại. Đạt tới cấp độ này, còn có cái gì kiêng kỵ? A, à, Phong vô định phát ra tiếng kêu thảm, chương 3391, chém giết, đám người xung viêm đều nhìn sang, bọn hắn vốn không có để phong vô định bị thương ở trong lòng, dù sao một kích này không có oanh chúng thức hải, không có nguy hiểm tính mệnh. Bởi vậy, nghe được phong vô định gọi thảm như vậy, bọn hắn đều có chút xem thường, người tốt xấu gì cũng có chiến lược thất bộ, gọi thảm như vậy thích đáng sao. Nhưng khi bọn hắn nhìn bộ dáng của phong vô định, không khỏi ngạc nhiên. Chỉ thấy toàn thân phong vô định phát quang, giống như thể nội có một viên mặt trời nhỏ. Đây cũng không phải hắn kích phát ra, mà là một kích kia của lăng hàn lực lượng căn bản không có tiêu tán, hiện tại bắt đầu tàn phá bừa bãi ở trong cơ thể hắn. a à, Phong vô định kêu thảm, tứ chi thẳng tắp, mà miệng thì dương thật to. Oanh, trong thất khiếu của hắn phun ra cột sáng, có lực lượng vô tận dâng trào. Mắt trần có thể thấy, da thịt của hắn vỡ ra, máu tươi bắn mạnh. Không, đám người xung viêm đều kinh hãi, bọn hắn có thể cảm ứng được, sinh mệnh tinh khí của phong vô định đang sôi trào, phóng tới một độ cao khó mà tin nổi. Đây là vô cùng không bình thường, đạt tới độ cao như bọn hắn, cái gì cũng ở trong phạm vi khống chế. Hiện tại sinh mệnh tinh khí sôi trào, thậm chí so với 5 người bọn hắn còn muốn tràn đầy, đây cũng không phải thực lực của phong vô định tăng vụt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi, mà là cơ năng của hắn xuất hiện đại hỗn loạn. Chiến lược thất bộ, thế mà lại mất đi khống chế đối với thân thể. Đây chỉ có một khả năng, chính là phong vô định phải chết, cho nên mới sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Bọn hắn đối với phong vô định ký thác quá nhiều hy vọng, cũng không phải vẻn vẹn hy vọng hắn đi tiêu diệt cuồng loạn đơn giản như vậy, nếu phong vô định vẫn lạc, hy vọng của bọn hắn tự nhiên thất bại. Năm người vội vàng ra một trường, ra chỉ ở trên thân phong vô định, muốn cưỡng ép đè xuống thân thể của hắn hỗn loạn. Nhưng khi bàn tay của bọn hắn đè lên, lại ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể phong vô định chỉ còn lại có một mảnh vắng vẻ cùng hỗn loạn vắng vẻ là khí quan trong cơ thể hắn đã bị hủy diệt, mà hỗn loạn là trong cơ thể hắn tất cả đều là lực lượng sôi trào, tàn phá bừa bãi. Năm người liền tranh thủ xông lên thức hải của phong vô định, sau đó đều lộ ra thất hồn lạc phách. Bởi vì thức hải của phong vô định đã bị phá hủy, mà thần hồn của hắn cũng bị xoắn diệt, chỉ còn lại có một tia, còn đang dẫy ruộng. Nhưng vô luận như thế nào, phong vô định tử vong đã thành kết cục đã định. Nếu như hắn không có cảnh giới cao như thế, chỉ là tiên vương, như vậy năm đại trí tôn còn có thể nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép kéo dài tính mạng cho hắn, nhưng bây giờ không được. Thiên tôn bị thiên địa căm hận, chết chính là chết, không có cơ hội lại tới một lần. Cứu ta, cứu ta, phong vô định còn chưa chết hẳn, vẫn có một đạo tàn hồn lay động, vươn tay về phía năm đại trí tôn, tràn đầy khao khát đối với sinh mệnh. Đám người xung viêm đều hờ hững, làm như không thấy. Phong vô định còn sống cực kỳ trọng yếu, nhưng chết. Ha ha, ai sẽ để hắn ở trong lòng? thật sự cho rằng đám người xung viêm là ái tài mới bảo hộ hắn như thế sao? Đối mặt biểu lộ cực kỳ lạnh lùng của đám người xung viêm, phong vô định tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí có một loại oán hận. Vì cái gì các người không cứu ta? Vì cái gì hắn lại nhìn về phía lăng hàn? Người này nói qua, hôm nay muốn giết mình, mà hiển nhiên lăng hàn làm được. Hắn tràn ngập không cam lòng, mình chính là vô thượng thiên kiêu. Vì cái gì thượng thiên còn muốn sinh ra lăng hàn cùng hắn tranh phong, thậm chí còn để hắn chết ở trong tay lăng hàn nếu có cơ hội một lần nữa hắn sẽ còn đối địch với lăng hàn sao trên thực tế giữa hai người thật có ân oán không thể hóa giải sao phong vô định để tay lên ngực tự hỏi lại phát hiện ân oán cùng lăng hàn hoàn toàn là do mình một tay khiêu ra hơn nữa lăng hàn còn ba phen mấy bận buông tha hắn chỉ là hắn dẫn lửa thiêu thân mà thôi hắn hối hận nhưng cái này cũng thành một đạo suy nghĩ sau cùng của hắn banh thân thể của hắn nổ tung tàn hồn cũng hóa thành bụi phấn chôn vùi biến mất lập tức có sinh mệnh tinh khí kinh người dũng mãnh lao về phía lăng hàn hóa thành năng lượng bàng bạc nghịch tử sung viêm thiên tôn nhìn chằm chặp lăng hàn sát ý như sôi lỗ tai ta không có điếc nghe được lăng hàn từ tốn nói thân thể bị động hấp thu những năng lượng kia để tu vi của hắn xuất hiện tăng lên rõ rệt phong vô định là tương đương với một tên thất bộ thiên tôn a người phá hỏng hy vọng của chúng ta dù để ngươi thịt nát xương tan cũng không thể bình phục mối hận trong lòng chúng ta phá nhạc nói tóc đen đầy đầu cuốn ngược, giận đến điên cuồng. Trước hắn bị Lăng Hàn đánh nổ phân thân, mặc dù cũng rất phẫn nộ, nhưng so với bây giờ lại không thể sánh bằng. Lăng Hàn cười ha ha, phòng vô định là con riêng của các ngươi sao, nhìn bộ dáng các ngươi khẩn trương, giống như từng cái đều là cha ruột a. À. Muốn chết, phá nhạc thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước. Oanh, hắn dương động lên ức vạn lực, đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn thét dài một tiếng, không chút yếu thế cùng phá nhạc thiên tôn đối oanh, Bang, 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 không gian không ngừng nổ tung, thất bộ đỉnh phong va chạm, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Hiu hiu hiu, lại có mấy thân ảnh lướt tới, tự nhiên là lâm lạc, chu hằng. Khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Hàn đang cùng phá nhà kịch chiến, con người mỗi người đều mở to. Lăng Hàn lại có thể địch nổi thất bộ đỉnh phong, thật không thể tin nổi, tiểu tử này rõ ràng không có bước vào thất bộ, khí lực làm sao lại có thể mạnh như thế, có thể đối cứng thất bộ. Cự đầu, trong bọn họ lại xuất hiện một cự đầu, bất tử bất diệt có thể tuyên cổ trường tồn vô luận tồn tại gì cũng giết không chết dù muốn tự sát cũng không có khả năng kim tàm thì sắc mặt cổ quái há miệng trong nội tâm hỗn tạp hắn bị lăng hàn chấn áp đây là sỉ nhục vĩnh viễn tẩy không đi nhưng bây giờ chiến lực của hắn cũng chỉ là thất bộ trung kỳ mà lăng hàn lại là thất bộ đỉnh phong duy nhất khí lực để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng bị lăng hàn đuổi kịp còn có cơ hội báo thù sao thất bộ vốn nên khinh thường thiên địa không gì làm không được dạng bất đắc dĩ này để hắn vô cùng im lặng. Đúng lúc này, một đạo khí thức càng thêm cường hoành xuất hiện, vượt xa bất luận một tên thất bộ nào, thậm chí tất cả thất bộ cộng lại cũng không kịp. Trường 3392, sơ hở, cuồng loạn hiện thân, không có người nào kiềm chế nó, nó đương nhiên muốn mượn cơ hội quét ngang tới. Xoát, nó vung ra một đạo xúc tu, rút về phía đám người, cái này căn bản là một vị diện siêu cấp đập qua, không, không chỉ một, mà là mấy cái. Một kích này đánh tới, bọn người lâm lạc vội vàng chống đỡ. Cùng một thời gian, đám người tân khí hổ thì co cẳng chạy, ngay cả dũng khí tiếp một chiêu cũng không có. Đây không phải bọn hắn khuyết thiếu dũng khí, mà là đón đỡ một chiêu này, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng loạn mạnh, đã siêu việt thất bộ đỉnh phong, thậm chí có thể cho rằng là bát bộ, không có tu ra thân thể bất diệt, ngạnh kháng hẳn phải chết. Phá nhạc thiên tôn lại chỉ làm như không thấy, vẫn nhìn chằm chằm lăng hàn biên cuồng xuất thủ. Hắn biết giết không chết lăng hàn, nhưng chờ mong hy vọng lại đột nhiên vỡ vụn, hỏa khí trong lòng của hắn làm sao đè xuống. Dù sao hắn là bất diệt, tùy hứng lại như thế nào. Hơn nữa, hy vọng đã diệt, hắn đâu còn có tâm tư đối kháng cuồng loạn. Quản nguyên thế giới người băng diệt hay không băng diệt, mắc mớ gì tới hắn. Cuồng loạn đánh xuống một đòn, tất cả thất bộ đều bị đánh bay, không người có thể tranh phong, sau khi thôn vệ viêm xương vị diệt, thực lực của cuồng loạn đã đạt đến tình trạng nghiền ép tất cả thất bộ liên thủ. Phốc, lăng hàn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi hắn không khỏi ngạc nhiên mình tu ra tầng phòng ngự có thể kháng được thất bộ mấy trăm lần công kích nhưng ở dưới một kích của cuồng loạn đã vỡ vụn cuồng loạn mạnh không cách nào tưởng tượng hả ánh mắt của phá nhà quét tới không khỏi lộ ra cười lạnh nguyên lai người cũng không phải chân chính bất tử bất diệt hắn cũng ăn một kích của cuồng loạn nhưng chỉ bị quất bay mà thôi bản thân là lông tóc không thương nhưng lăng hàn thì sao sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt hơn nữa còn thổ huyết đây cũng không phải là bất tử thân chân chính bản tôn minh bạch người bất quá lực phòng ngự siêu cường chỉ cần không có đánh vỡ tầng cực hạn này ngươi liền có thể liên tục không ngừng bổ sung phòng ngự nhưng chỉ cần lực lượng nghiền ép vậy tầng phòng ngự này liền không chịu nổi một kích phá nhạc thiên tôn nói cái này căn bản là một câu nói chúng không hổ là thất bộ trí tôn đã không phải bất tử thân vậy ngươi liền đi chết đi phá nhạc thiên tôn lần nữa giết tới hai tay phách chạm ngưng tụ sáu loại lực lượng bản nguyên, hóa thành lưỡi dao vô kiên bất tồi. Lăng Hàn hừ một tiếng, vung quyền đánh ra, hai người đụng nhau một kích, chấn động ra sóng xung kích cường liệt, nhưng đều không thương tổn mảy may. Lăng Hàn đã một lần nữa bố trí xong phòng ngự, dạng va chạm này tự nhiên là chút lòng thành. Trong mắt của phá nhà thiên tôn hơi híp, mặc dù hắn nhìn ra nhược điểm của tầng phòng ngự này, nhưng khám phá là một chuyện, đánh tan hay không lại là chuyện khác. Nói đúng sự thật, hắn không đánh tan được, nhưng mà, cuồng loạn có thể hắn lập tức có chủ ý khi cuồng loạn lại vung một khích hắn cuốn lấy lăng hàn không cho đối phương có cơ hội thoát thân banh cự lực nghiền ép phá nhạc thiên tôn tự nhiên bị đánh bay ra ngoài nhưng lăng hàn chẳng những đồng dạng bị đánh bay hơn nữa còn nôn ra máu bộ dáng cực kỳ thê thảm ha 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 thằng nhãi danh lấy cái mạng nhỏ của ngươi phá nhạc thiên tôn giết trở lại sáu loại lực lượng bản nguyên hóa thành một chiến mâu hung hăng đâm tới lăng hàn lăng hàn nhướng mày hắn không sợ phá nhạc, nhưng lực lượng của cuồng loạn thật quá mạnh, đạt đến tình trạng có thể công phá phòng ngự của hắn, bởi vậy, ở chỗ này khai chiến, hắn quá thiệt thòi. Hắn rất muốn xử lý đám người sung viêm, nhưng đừng nói khí lực của hắn còn không có đạt tới bất diệt chân chính, xem như đạt đến, hắn cũng không cách nào trấn áp được đám người sung viêm. Cho nên, chiến đấu xuống dưới, không có chút ý nghĩa nào. Đi, hiện tại hắn vẫn lấy tăng lên tu vi làm chủ, chỉ cần bước vào lục bộ, hắn tuyệt đối có thể treo đánh đám người phá nhạc, mà bước vào thất bộ, dù lực lượng còn chưa đủ giết chết năm người này, nhưng muốn chân áp lại dư xài. Nhất niệm quyết định, hắn không chút do dự xoay người rời đi. Xoát, nhưng cuồng loạn hiển nhiên cũng có dự định chấn sát hắn ở đây, một xúc giác thật dài cuộn tới, mang theo uy thế cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn đi nhanh, nhưng phá nhạc lại xuất hiện, huy động chiến mâu đâm về phía Lăng Hàn. Đây không có khả năng tổn thương hắn, lại đủ để ngăn cản hắn, để cuồng loạn vung ra đồ đao chân chính. Dựa vào, thật tiệt. Lăng Hàn thầm nói, phá nhạc thế mà cùng cuồng loạn liên thủ hãm hại hắn, thật sự là không muốn mặt đến cực hạn. Xoát, một bóng người xuất hiện, ngăn ở phía trước Lăng Hàn, sau đó xuất thủ, đón lấy một kích này của cuồng loạn. Lâm Lạc, banh, không có chút hồi hộp nào, Lâm Lạc căn bản ngăn không được một kích này, bị đánh bay ra ngoài, bất quá, bị chặn lại như thế, uy lực của một kích này cuối cùng là giảm mạnh, lại đánh tới trên thân Lăng Hàn, uy lực đã tiêu tan mấy trăm lần lăng hàn bị đánh bay ra ngoài nhưng lần này lông tóc không thương người khác cũng không biết chỉ có lăng hàn chính mình tinh tường tầng phòng ngự trên người hắn suy yếu gần chín thành nói cách khác dù uy lực của cuồng loạn suy yếu mấy trăm lần lại như cũng có được năng lực uy hiếp hắn lâm tiền bối chu tiền bối sở tiền bối tại hạ cáo từ trước lăng hàn nói thân hình lại không chút nào chậm chạp chạy vội như điện lưu ở đây hắn sẽ có nguy hiểm lớn nạp mạng đi phá nhạc thiên tôn vùng dậy đuổi theo nhưng bị lâm lạc ngăn lại lần nữa bốn người sung viêm cũng đuổi theo bạch phản tân phó huyết hồng thiên tôn liên thủ ngăn trở tứ đại trí tôn tất cả mọi người là bất tử bất diệt xuất thủ không hề cố kỵ vạn ảnh kim tàm chưa nói có chu hằng cùng sở hạo kiềm chế cho dù không có bọn hắn lại dám xuất thủ với lăng hàn sao nhất là kim tàm diện tích bóng ma trong lòng to đến như núi vạn ảnh thấy lăng hàn phản ứng đầu tiên chính là quay người bỏ chạy như thế lăng hàn tự nhiên đi như bay soát nhưng kinh khủng nhất vẫn là cuồng loạn, một xúc tu vung đến, so với cái gì còn muốn đáng sợ. Lăng Hàn không có đón đỡ, phóng thích tất cả lực lượng, để hắn thôi phát ra cực tốc. Hắn chạy ở phía trước, đằng sau thì một xúc tu thật dài truy kích, phảng phất như không có cực hạn, có thể mở rộng vô tận, thẳng đến oanh chúng hắn mới thôi. Khoảng cách của song phương, đang không ngừng tiếp cận, chương 3393, tuyến an toàn. Vô luận là ở trong hư không hay vị diện, tốc độ, lực lượng của cuồng loạn đều là thiên hạ đệ nhất, có một không hai. Lăng Hàn không có chút biểu tình biến hóa nào, dung mạo nghiêm nghị, chỉ đi nhanh. Phía trước, thông đạo của ngoại vực chiến trường đã hiện. Chỉ cần đi vào nơi đó, như vậy chính là địa bàn của huyền mạc vị diệt, sẽ tạo thành áp chế cực lớn đối với cuồng loạn, suy yếu lực lượng của cuồng loạn, đến lúc đó, hắn lại đón lấy một kích của cuồng loạn liền không khó. Khi hắn cách lối đi còn 10 dặm, công kích của cuồng loạn đã tập đến, xúc giác có chút vượt qua hắn, sau đó hung hăng đánh tới một kích này chẳng những có uy năng đáng sợ hơn nữa còn muốn đánh lăng hàn về trong ngoại vực chiến trường hiển nhiên cuồng loạn cũng biết nếu để cho lăng hàn chạy đến huyền mạc vị diện nó liền không cách nào lại giết chết người trẻ tuổi này lăng hàn không có tiến vào hư không nơi đó càng là chiến trường chính của cuồng loạn không chờ hắn xé mở hư không lần nữa trở lại hắn khẳng định liền bị cuồng loạn quấn lên thẳng đến hắn chết mới thôi hắn bạo hống một tiếng thân hình vọt gấp mà lên Lăng Hàn nhảy lên cao, lực lượng vị diện trong người thoáng chốc giải phóng ra hóa thành một tầng phòng ngự càng kiên cố. Bùm, dù Lăng Hàn kịp làm ra ứng biến chính xác nhất nhưng vẫn bị xúc tu của cuồng loạn quét chúng, làm hắn nghiêng người bay sang một bên. May mắn Lăng Hàn đụng chúng lối ra chiến trường vực ngoại. Lăng Hàn nhe răng, một kích như thế làm mấy chục vạn vị diện cấp bậc hạ đẳng, cao đẳng của hắn nứt ra, bị phá hoại cực kỳ nghiêm trọng, cần tu sửa lại ngay nếu không thì rất có thể sẽ vỡ nát hết tuy bây giờ lăng hàn đã có thể khiến vị diện sinh sôi không dứt nhưng muốn uẩn dưỡng ra nhiều vị diện cấp bậc hạ cao đẳng như vậy thì cần bao lâu nguyên thế giới đời trước đã hoàn toàn biến mất vậy lấy đâu ra nhiều năng lượng cho cuồng loạn hấp thu xoẹt cuồng loạn lại đánh một kích vào lăng hàn lần này hắn bùng nổ lực lượng bùm người lăng hàn tuôn ra ánh sáng chói lòa hắn lảo đảo bay ra chiến trường vực ngoại xúc tu của cuồng loạn bay ra nhưng bị huyền mạc vị diện áp chế gắt gao uy lực giảm mạnh bùm 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 chỗ lối ra có bốn cường giả nhóm Lâm U Liên cùng oanh kích cuồng loạn. Bọn họ vốn không đánh lại cuồng loạn nhưng có huyền mạc vị diện trợ giúp áp chế phần lớn lực lượng của nó, nên họ mới miễn cưỡng hóa giải một kích kia. Nhưng bốn cường giả cũng bị đánh bay, mặt trắng bệch, người run rẩy. Đùng, trong thiên địa vang tiếng sấm, có lực lượng kỳ diệu đang khuếch tán. Đây là ý chí thiên địa của huyền mạc vị diện, nếu cuồng loạn chỉ là một cường giả thì ý chí thiên địa như vậy sẽ áp chế nó, không cách nào trực tiếp nhằm vào nó nhưng cuồng loạn là vị diện thì lại là chuyện khác. Vị diện đầu âm điện, huyền mạc vị diện có thể vận dụng lực lượng mạnh nhất. Cuồng loạn không công kích nữa, xúc xác nhẹ nhàng vung rồi lùi lại, vèo một cái biến mất. Lăng Hàn vùng vẫy bỏ dậy, ý chí thiên địa của huyền mạc vị diện dần tan biến. Nó hầu như không chút bắt mắt, khi nào bị cuồng loạn đụng tới trên đầu mới hiện hình. Lăng Hàn có một lực lượng đặc biệt của vị diện này, hiện tại đã diễn hóa thành vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng, một mạch cùng thừa nên hắn lấy được chút dao động ý chí thiên địa hắn cảm thấy kỳ quái, tại sao lực lượng vị diện khi nhận được uy hiếp, sống chết mới phát động được. Không thì vị diện căm hận thiên tôn như vậy, hơi can thiệp chút thì có thiên tôn nào có thể thành đạo. Trong vô hình trung dường như có thứ vượt qua quy tắc đang áp chế vị diện, buộc nó làm việc theo quy định. Trên quy tắc còn có quy tắc, lăng hàn chìm trong suy tư là lực lượng gì bảo đảm vị diện sẽ vận chuyển theo cách như vậy. Nếu lực lượng đó thật sự tồn tại thì chẳng phải là càng thêm cường đại năm trí tôn nhóm sung viêm đã đến đỉnh thất bộ thực lực không thể tiến thêm một bước lẽ ra đã không dục không cầu nhưng vì sao bảo vệ phong vô định chặt chẽ đừng nói chỉ là vì tiêu diệt cuồng loạn lăng hàn không tin năm người sung viêm cố ý che giấu chắc chắn có mưu đồ gì họ che giấu bí mật lớn nào đó bí mật đó là gì bốn người lâm u liên tân khí hổ lần lượt đứng dậy bay về vị trí cũ họ bị thương không nặng khỏe hơn lăng hàn nhiều bốn thiên kiêu nhìn hướng lăng hàn vừa bội phục vừa kiêng rè Ai kêu lăng hàn giết phong vô định, hắn giết phong vô định được thì tự nhiên cũng có thể giết bọn họ. Bốn thiên kiêu không kiềm được sinh lòng nhút nhát, lăng hàn nhìn hướng tân khí hổ, thản nhiên hỏi, tiểu hổ tử, dám ra tay không? Người lăng hàn đầy vết thương, tinh khí thần khá yếu ớt nhưng chiến ý vẫn cao vút. Tân khí hổ hừ mũi, vung tay, chờ vết thương của ngươi lành rồi ta sẽ suy xét có chơi với ngươi không, còn bây giờ ta lười ăn hiếp người bệnh. Ôi mỡ ơi, tên này từ khi nào trở nên quang minh lỗi lạc. Lăng Hàn bị bất ngờ, tân khí hổ mà cũng nói ra lời như vậy. Lúc trước là ai vô sĩ đá đít hắn đi chấp hành kế hoạch chém đầu. Ai cố ý hất nước bẩn vào hắn, ép hắn tới đường cùng. Tân khí hổ biểu hiện trước sau mâu thuẫn. Lúc trước khi Lăng Hàn muốn giết phong vô định thì bốn thiên kiêu cùng ngăn cản, hắn không phòng ngự, bốn thiên kiêu rút đi lực lượng sợ lỡ tay tổn hại nặng thậm chí đánh chết hắn. Lẽ ra tân khí hổ không nên, khách sáo, như thế. Ông 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 ông, bỗng một khí thế đáng sợ khuếch tán, một người bước ra từ lối vào chiến trường vực ngoại. Phá nhạc, phá nhạc nhìn Lăng Hàn chầm chầm, khóe môi cong lên nụ cười nhạt. Tốt lắm, tiểu tử này bị thương nặng, gã chỉ cần dốc hết sức khiến tiểu tử này không rảnh hồi sức, đánh lâu thì tiểu tử này sẽ kiệt sức cuối cùng khó giữ gìn phòng ngự, sẽ chết trong tay gã. Phá nhạc lao vào Lăng Hàn, thủ tử, người chết chắc rồi, Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, Bạch Mễ phản cùng ngăn phá nhạc lại. Đại nhân, xin hãy nương tay cho. Làm lang hàn bất ngờ là tân khí hổ cũng ra tay. ầm um, bốn thiên kiêu không đánh lại phá nhạc, chỉ một chiêu đã đánh bay cả đám. So sánh sức chiến đấu giữa thất bộ hậu kỳ và đỉnh có cách biệt mảng lớn, từ khí lực thì bốn thiên kiêu càng kém xa lắc. Một kích làm khí huyết toàn thân họ sôi trào, vô cùng khó chịu. Phá nhạc thì không lo chuyện này, khí lực của gã không giảm, chỉ bị lực lượng thất bộ cản lại một chút rồi tiếp tục giết tới. lăng hàn ra tay va chạm với phá nhạc chương 3394, chữa thương, phòng ngự gần như vô địch mở ra, miễn không đụng đến cuồng loạn thì không ai có thể đánh phá, dù là đỉnh thất bộ cũng vậy. Nhưng lang Hàn bị cuồng loạn tấn công mấy lần làm bị thương rất nặng, vị diện trong người bị tổn hại nặng, vốn rất cần phục hồi, tiếp tục kịch chiến làm vết nước trên các vị diện càng sâu, sắp vỡ ra. Không thể tiếp tục vậy nữa, vù 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 vù, lúc này càng nhiều cường giả xuất hiện, sung viêm, bắt đầu, huyền vũ, bán nguyệt, bốn trí tôn vừa xuất hiện liền lạnh băng nhìn lăng hàn chầm chằm như ngó người chết. Phong vô định chết làm bọn họ phát điên, bỏ mặc cuồng loạn. Lăng hàn vừa đánh vừa suy nghĩ, rốt cuộc phong vô định có tác dụng gì mà khiến năm người sung viêm quan tâm như thế. Nếu nói về giải quyết cuồng loạn thì sức chiến đấu cùng đẳng cấp của lăng hàn mạnh hơn phong vô định, lẽ ra phải trân trọng hắn hơn mới đúng. Vù 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 vù, đám người lâm lạc cũng xuất hiện nếu nói đám người sung viêm bảo bối phong vô định thì nhóm lâm lạc vô cùng xem trọng lăng hàn đây là người duy nhất có thể xử cuồng loạn lâm lạc nói với lăng hàn đi bây giờ lăng hàn là ngòi nổ có mặt hắn thì năm người sung viêm tuyệt đối không bỏ qua lăng hàn gật đầu hắn đang cần dưỡng thương lăng hàn xé rách hư không dứt khoát rời đi lăng hàn không dám làm như vậy trước mặt cuồng loạn vì đó là tự sát giờ năm người sung viêm đã bị nhóm lâm lạc ngăn cản lăng hàn độn vào hư không thì ai có thể tìm được hắn Lăng Hàn ra đi dứt khoát, hắn đã hoàn thành mục đích lần này là giết phong vô địch, còn xử thêm phong tình, chấm dứt một đoạn oán cũ, khiến tâm linh của hắn rộng rãi. Lần sau sẽ tính sổ với mấy lão rùa khốn nạn này sau. Lăng Hàn rời đi, chỉ cần dưỡng thương cho tốt thì hắn không sợ gì năm người sung viêm, hiện tại chỉ có cuồng loạn là phá vỡ phòng ngự của hắn được. Vèo, Lăng Hàn đi mấy bước giữa hư không rồi xảy bước vượt qua. Nơi đối ứng không phải huyền mạc vị diện mà là một vị diện trung đẳng lăng hàn rơi ra rất xuống một cái hồ lớn lăng hàn bị thương rất nặng dù gì đối kháng ngay mặt với cuồng loạn không thành thất bộ thì không thật sự bất tử bất diệt lăng hàn vừa cảm khái vừa chìm xuống đáy hồ mặc cho nước hồ bao vây mình hắn tu sửa vết thương trên thân thể thiên tôn bị thương rất rắc rối vì bị thiên địa căm hận không cách nào mượn dùng lực lượng thiên địa chữa thương may mắn lăng hàn còn mấy gốc đại dược chữa thương hắn gặm từng cái ăn xong thì vết thương cũng bị áp chế phục hồi từ từ hắn ngồi xếp bằng trong hồ thời gian trôi nhanh lang hàn không tiết ra chút lực lượng nào nhưng hắn quá cường đại ngũ bộ thiên tôn sức chiến đấu thuộc đỉnh thất bộ dù chỉ một giọt máu rơi vào hồ cũng khiến hồ xảy ra biến đổi trời long đất lở một vạn năm qua đi sinh vật trong hồ tiến hóa mãnh liệt cá tôm cua bình thường đều biến đổi kinh người mở ra linh trí đi lên đường tu luyện lại qua mấy vạn năm binh tôm tướng cua ngư cơ trai ngọc yêu đều xuất hiện lợi hại nhất là một con rắn trắng mọc cục u sừng, mọc ra tứ chi, hóa thành giao long, tiến bộ thêm một bước rất có thể trở thành chân long. Thực vật trong nước cũng tiến hóa mãnh liệt, dù là rêu xanh trên tảng đá dưới đáy hồ cũng là trí bảo. Mặt hồ thò ra một mảnh rừng che màu tím vàng, cao ngàn trượng, hấp dẫn mấy con chim thần phượng hoàng, thanh loan đến. Hồ không tên dần nổi tiếng xa gần, là thánh địa cho các người mạo hiểm. Có người bắt được một con cá, hái một cọng cỏ nước, hoặc là tu luyện thành thuốc tăng tu vi cho mình, hoặc bán đi một đêm làm giàu. Sinh vật trong hồ tiến hóa càng lúc càng mãnh liệt, người tìm đến cũng nhiều hơn, thực lực càng lúc càng mạnh. Rốt cuộc một thế lực lớn tìm đến chiếm lĩnh hồ làm tài sản riêng, từ nay không ai được nhúng chàm. Thế lực lớn tên Thanh Thiên Tông, Tông Chủ là một đại năng thăng nguyên cảnh. Sau khi chiếm cứ nơi đây Tông Chủ được đến rất nhiều tiên dược, tu vi tăng nhanh vùn vụt, 300 vạn năm ngắn ngủi gã từ thăng nguyên tiểu thành sông lên cảnh giới viên mãn, trong tông ra nhiều cường giả, một mảnh hân hoan phát triển. Thanh Thiên Tông gọi hồ này là hồ thiên bảo, ý là bảo bối trời ban cho họ. Trong hồ, vết thương trên người Lăng Hàn đã phục hồi gần hết, nhưng vấn đề là vị diện trong người hắn bị thương quá nặng. Lăng Hàn có thể tu sửa từng cái nhưng cần thời gian dài đằng đẵng. Những vị diện này là nguồn gốc thực lực cường đại của hắn, nhưng tu luyện chậm, phục hồi cũng trì trệ. Lăng Hàn tính sơ phải mất 500 ức năm, không thì đừng mơ chữa lành tất cả vị diện. Nhưng Lăng Hàn không chờ được lâu như vậy, quỷ biết đám sung viêm sẽ làm ra chuyện gì, năm con rùa già khốn kiếp đã không có vướng bận, dù họ tham gia vào cuồng loạn quay sang đánh huyền mạc vị diện cũng không làm Lăng Hàn bất ngờ, hắn sẽ chỉ ồ một tiếng. Nên Lăng Hàn phải khỏe mạnh nhanh chóng trở lại, vấn đề là nếu không phục hồi thực lực thì trở lại làm chi, ngồi xem kịch. Phải làm sao để tăng tốc độ phục hồi, trong người có nhiều vị diện, mạnh thì đúng là mạnh, nhưng khi xảy ra vấn đề thật khó sửa chữa. Lăng Hàn vắt óc, qua mấy trăm năm hắn nghĩ ra một cách là phân chia ý thức vào một vị diện, hóa thành phân thân mỗi phân thân phục hồi độc lập, thế thì sẽ tăng tốc độ lên gấp mấy chục vạn lần. Nhiều nhất là 10 vạn năm Lăng Hàn sẽ khỏe lại. Quyết định vậy đi, Lăng Hàn phân ra các thần niệm tách lìa tế bào thành các hình thể, đủ loại hình dáng. Có người, cá, chim, đá, Lăng Hàn đưa các phân thân vào hư không. Nếu tránh đi bão năng lượng thì giữa hư không có vô tận bản chất hạt, lấy hoài không hết, là nơi phục hồi tốt nhất. Đương nhiên không thể đụng cuồng loạn, không thì toàn quân đều diệt, mà chắc không tình cờ vậy đâu. Lăng Hàn mở bừng mắt ra, công việc giao hết cho phân thân, hắn thì không có nhiệm vụ gì. Lăng Hàn quyết định ra ngoài ngắm cảnh, chờ 10 vạn năm sau thu về phân thân rồi về Huyền Mạc vị diện. Ong 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 ong, Lăng Hàn mở mắt ra, trong hồ sinh ra dao động mãnh liệt như dậy sóng thần. Trên mặt hồ, trên một chiếc thuyền nhỏ có hai nữ nhân, một người ngồi, mặc váy trắng không nhiễm hạt bụi trần, xuất trần, thoát tục. Người thứ hai mặc váy dài màu xanh, đứng chèo thuyền, khuôn mặt thanh tú nhưng thua xa thiếu nữ áo trắng thiếu nữ áo xanh biểu tình kinh ngạc nhìn mặt hồ dập dờn lên xuống làm thuyền nhỏ rung lắc bần bật. Tiểu thư, sao trong hồ sóng lớn quá, như có sóng thần. chương 3395, tấm lòng Bồ Tát. Chuyện này chưa từng có, chiếc thuyền trông không bắt mắt nhưng là bí bảo tham gia thanh thiên tông tự tay luyện chế, đừng nói sóng nước, dù là đại năng thăng nguyên cảnh oanh kích thì thuyền cũng ngăn cản được một lúc. Thiếu nữ áo trắng trầm ngâm nói, chẳng lẽ là bạch di sắp hóa thành chân long, thiếu nữ áo xanh vừa kinh vừa mừng thật không tiểu thư, nếu bạch đại nhân hóa thành chân long chẳng phải là sắp thành tiên vương. Thiếu nữ áo trắng cao mày, trong ấn tượng của nàng thì bạch di còn kém một chút mới thành chân long được, sao đột nhiên vượt qua được rồi. Nếu không phải bạch di thì sao dậy sóng như thế, trong hồ thiên bảo bạch di là bá chủ trí tôn duy nhất, thực lực mạnh đến mức phụ thân của thiếu nữ áo trắng hết sức kiêng rẻ. Trừ bạch di ra ai dám làm mưa làm gió trong hồ. Bùm, từng lớp sóng dâng lên hình thành vòng xoáy giữa hồ. Kỳ lạ là trong hồ có một đống đại yêu, tiểu yêu nhưng không một con nào xuất hiện. Rất bình thường, vì bọn họ nhờ Lăng Hàn mới tiến hóa nhanh, được mở ra linh trí, nên tất nhiên tràn ngập kính sợ hơi thở của hắn. Giờ Lăng Hàn tỉnh lại, động ý niệm là các sinh linh đều quỳ lại, làm sao dám xuất hiện. Trên mặt hồ, chủ tỷ thiếu nữ áo trắng chỉ biết bấu chặt mép thuyền ổn định thân hình, không thì sẽ bị rớt xuống nước. Bọn họ như trải qua sóng thần, trong đầu không suy nghĩ cái gì được, chỉ còn lại một suy nghĩ là đừng để rớt xuống hồ. Qua thật lâu, có lẽ là một kỷ nguyên, có lẽ chỉ là trong khoảnh khắc, mặt hồ đột nhiên bình tĩnh trở lại. Thiếu nữ áo xanh vỗ ngực bồm bộp, không chút lo lắng mạnh tay quá đập dẹp gò núi. Làm tiểu tỷ sợ muốn chết, thiếu nữ áo xanh nhìn hướng thiếu nữ áo trắng. Tiểu thư có sao không? Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, trải qua cơn bão mà ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh. Thiếu nữ áo trắng nhìn hồ lớn, ngay từ khi còn nhỏ mỗi ngày nàng sẽ chơi thuyền dây lát, nhưng giờ thì hồ nước cho nàng cảm giác thật xa lạ. Thiếu nữ áo trắng ngạc nhiên chỉ vào một chỗ mặt hồ. Ủa, huyền y nhìn chỗ đó xem có phải có người không? Thiếu nữ áo xanh lắc đầu nói. Chắc tiểu thư hoa mắt rồi, nơi này làm sao có người được? Thiếu nữ áo xanh thô thần kinh ngoác miệng cười nói. Chưa tiểu thư ra yêu quái trong hồ thiên bảo không cho phép người ngoài đặt chân vào, nếu phát hiện sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ngay. Mấy trăm năm trước nhi tử của thất trưởng lão lén xuống hồ kiếm chút báu vật, kết quả bị xé nhỏ thất trường lão muốn khai chiến nhưng bị tông chủ đại nhân đè xuống. Sông loạn hồ thiên bảo có chết cũng vô ích, thiếu nữ áo trắng biết việc đó, nhưng nàng vẫn chỉ hướng kia. Ngươi hãy xem kỹ đi, thiếu nữ áo xanh miễn cưỡng dương mắt nhìn, sau đó giật bắn người suýt lăn xuống thuyền, may mắn thiếu nữ áo trắng kịp vươn tay kéo nàng lại. Nàng trông thấy cái gì? Một nam nhân, quỷ, vẻ mặt thiếu nữ áo xanh kinh hoàng. Chuyện gì vậy? Trong hồ có người, còn mở to mắt, không phải quỷ thì là gì? người đi vào hồ thường đều bị xé nhỏ ngoại lệ duy nhất là tiểu thư bên cạnh nàng hai nữ nhân thấy sâu trong hồ xuất hiện một đống sinh linh có cá tinh tôm tinh cua tinh các loại có lẽ thủy yêu nguyên hồ thiên bảo đều đi ra thiếu nữ áo trắng nói ta đi cứu người không đợi thiếu nữ áo xanh ngăn cản thiếu nữ áo trắng đã nhảy vào hồ bơi hướng nam nhân đó thiếu nữ áo trắng biết mình sẽ không bị yêu vật trong hồ tổn thương nhưng nam nhân kia thì khác hình như hắn chọc giận nguyên hồ thiên bảo Thật nhiều yêu linh đi ra. Thiếu nữ áo trắng lo âu sợ hãi, thiếu nữ áo xanh chỉ kịp kêu một tiếng, "Tiểu thư." Thiếu nữ áo xanh cũng muốn nhảy vào hồ, nhưng nàng biết chỉ có tiểu thư mới bơi trong hồ được, nếu nàng xuống hồ thì chỉ có con đường chết. Vì vậy thiếu nữ áo xanh chỉ có thể chờ trên thuyền, hy vọng tiểu thư sẽ như thường ngày bình an trở về. Nhưng thiếu nữ áo xanh không quá chắc chắn, vì yêu linh trong nước quá đông, nhìn khiến người run. Lăng Hàn ngạc nhiên, hắn thấy hai nữ nhân trên mặt hồ. Nhưng với độ cao hiện giờ của hắn đâu thèm quan tâm họ. Lăng Hàn không sử dụng lực lượng gì, theo cơn sóng đi. Đống thủy yêu bên dưới thì đơn giản, Lăng Hàn giúp đám thủy yêu mở ra linh trí, đi hướng đường tu luyện, con nào dám không kính hắn như thần. Lăng Hàn đang định rời đi, đám thủy yên đưa tiến hắn. Nhưng vì hơi thở của Lăng Hàn quá đáng sợ, các thủy yêu không dám phát ra tiếng, chỉ có thể im lặng đưa tiến. Nữ nhân này định cứu mình, Lăng Hàn bị xúc động, nàng thật lương thiện, cũng rất có can đảm trông thấy rậm rạp đại quân thủy yêu như thế ai không cuống cuồng bỏ chạy càng đừng nói vào nguy hiểm cứu người thấy thiếu nữ áo trắng đến gần đám thủy yêu lộ ra địch ý bọn chúng bẩm sinh gần gũi thiếu nữ kia nên mới để nàng từ bé chơi đùa trong hồ xem như đồng bạn nhưng nếu liên quan đến lăng hàn thì khác hẳn đó là lão tổ của chúng là khởi nguồn đồ đằng của chúng sao cho phép khinh nhờn thiếu nữ áo trắng hoảng sợ nàng thấy đám thủy yêu lộ ra sát ý Thiếu nữ áo trắng bẩm sinh rất nhạy bén với hơi thở này, phản ứng đầu tiên là xoay người tự chạy. Nhưng thiếu nữ áo trắng nhìn hướng lăng hàn, nàng cắn răng tiếp tục lặn xuống, bắt lấy một cánh tay của hắn liều mạng nổi lên mặt nước. Đám thủy yêu muốn ra tay, nhưng lăng hàn phát ra hơi thở cường đại khiến chúng nó không dám nhúc nhích. Rào, thiếu nữ áo trắng nổi lên mặt nước, nhảy người đáp xuống thuyền. Thiếu nữ áo xanh vỗ ngực liên hồi, tiểu thư hù chết tiểu tỳ thật khiến người lo lắng thiếu nữ áo xanh trà đạp như vậy hoài gò đất sớm muộn gì sẽ thành đất chúng Thiếu nữ áo trắng nhìn mặt hồ, đám thủy yêu ngừng lại cách 30 trượng dưới nước, chúng nó không áp sát nhưng cũng không giải tán, nhìn nàng chằm chằm. Thiếu nữ áo trắng thầm run, chưa từng thấy đám thủy yêu có phản ứng như vậy bao giờ. Thiếu nữ áo trắng nói, đi, thiếu nữ áo xanh vội đồng ý, lái thuyền. Vâng, giờ thiếu nữ áo trắng mới có rảnh nhìn hướng lăng hàn, lúc nàng nhảy lên thuyền nhỏ cũng ném hắn lên thuyền. Nhìn một cái làm thiếu nữ áo trắng suýt trượt chân, vì vẻ mặt Lang Hàn rửng dưng như không, còn cười. "Ngươi có biết mình suýt chết không?" Thiếu nữ áo trắng hừ một tiếng, nói, "Ngươi không phải đệ tử của bản tông?" Lang Hàn lắc đầu nói, "Không, Lang Hàn chỉ dùng thần thức quét qua đã bao trùm Nguyên Thanh Thiên Tông, từng tiếng nói cử động của mọi người đều như trước mắt hắn." Chỉ giây lát Lang Hàn đã biết tình huống gì. Chương 3396, một nhân tình. Thiếu nữ áo trắng trách mắng ngươi thật to gan xông vào bản tông còn mơ ước thánh hồ của tông ta lang hàn cười hỏi vậy sao nàng còn muốn cứu ta thiếu nư áo xanh chống nạnh nói tiểu thư nhà ta lòng dạ bồ tát một con kiến cũng không nhẫn tâm dẫm chết nếu đổi lại người khác thì ngươi đã bị đám thủy yêu xé nhỏ làm thức ăn nuốt vào bụng rồi lang hàn ậm ừ vậy ta nhảy vào hồ lại trả nhân tình của nàng thiếu nư áo trắng kinh kêu ngươi bị điên dây sau thiếu nư áo trắng tỉnh táo lại nói sau khi lên bờ ngươi hãy rời đi ngay sau này đừng đến nữa ngươi không có vận may như hôm nay đâu thật tốt bụng lang hàn nhủ thầm giống như một tên trộm vào nhau không trộm được đồ ngược lại bị bẫy thú kẹp nàng chẳng những không báo quan phủ bắt người còn giúp ăn trộm chạy thoát đưa người đi người lương thiện như vậy không có nhiều trên đời lang hàn nghiêng đầu lộ vẻ chăm chú lắng nghe một lúc sau nói vậy xem như ta nợ nàng một nhân tình có gì cần hỗ trợ hãy đến tìm ta ta sẽ giải quyết cho nàng Nghe Lăng Hàn nói thế thiếu nữ áo xanh khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng chính mình là ai? Mạng của ngươi là tiểu thư nhà ta cứu, còn nói có thể giải quyết vấn đề thay tiểu thư, ngươi thật là huynh hoang. Lăng Hàn cười cười không giải thích, càng không lộ ra thực lực kinh thiên động địa. Đến cảnh giới như Lăng Hàn rất nhiều chuyện chỉ xem duyên phận. Nếu thiếu nữ áo trắng tin tưởng hắn thì Lăng Hàn sẽ ra tay, nếu nàng không tin vậy hắn sẽ không cưỡng ép xen vào. Thiếu nữ áo trắng cảm thấy Lăng Hàn hơi quái đản, sau đó thuyền nhỏ cập bờ nàng nói. Người tự giải quyết cho tốt, thiếu nữ áo trắng cất thuyền, mang theo thiếu nữ áo xanh rời đi. Tiểu tỷ đi ra mấy bước còn quay đầu thẻ lưỡi nhát lăng hàn. Lăng hàn không để bụng, hắn đi từ từ cảm nhận núi sông chốn này. Lăng hàn thầm thắc mắc, vị diện đã có linh trí của mình vậy tại sao không thể tùy ý thích? Là lực lượng gì trói buộc chúng nó? Lăng hàn cảm ứng núi sông, hy vọng sẽ cảm ngộ được gì? Thiên địa có lớn đến đâu cũng là vô số núi nước tổ hợp, Thấy mầm biết cây, thông qua những thứ nhỏ bé sẽ xem thấu chân lý của thế giới. Lăng Hàn đi trong địa bàn của Thanh Thiên Tông, nhiều người thấy hắn. Nhìn bộ dạng ung dung bình tĩnh của hắn, tuy khuôn mặt xa lạ nhưng họ nghĩ Lăng Hàn là đệ tử được trưởng lão nào mới thu nên lạ mặt, không ai cho rằng hắn là kẻ xâm nhập. Bên kia thiếu nữ áo trắng về phòng mình, một lát sau có một người hầu tìm đến. Người hầu nói: "Tiểu thư, lão gia tiểu thư đi qua." Thiếu nữ áo trắng gật đầu, đi theo người hầu rất nhanh đến đại đường. Thiếu nữ áo trắng thướt tha khều gối, kính chào phụ thân, đứng lên đi." Thiếu nữ áo trắng đứng dậy, mắt đẹp liếc qua, trong đại sảnh trừ phụ thân Ninh Đạo Lan ra còn có hai người khác. Một người thoạt trông hơn 40 tuổi, vóc dáng vạm vỡ, nhưng cường giả thì không thể nhìn bề ngoài đoán tuổi được, có lẽ lớn hơn Ninh Đạo Lan mấy ức tuổi. Người thứ hai là thanh niên trẻ tuổi, khá đẹp trai nhưng mắt hơi tà, làm thiếu nữ áo trắng nhìn đã khó chịu. Ninh Đạo Lan chỉ vào nam nhân trung niên khôi ngô, "Hải Tâm" đây là hàn trương hàn tiền bối thiếu nữ áo trắng ninh hải tâm vén áo thi lễ hướng nam nhân trung niên kính chào hàn tiền bối hàn trương cười sang sảng nói ha ha nghe tiếng đã lâu ninh đạo hữu có hòn ngọc quý trên tay xinh đẹp động lòng người quả nhiên như thế ninh hải tâm hơi khó chịu tuy là lời khen nhưng nàng vẫn thấy bực chỉ có thể nói hàn trương là kẻ thô lỗ ninh đạo lan chỉ hướng người trẻ tuổi đây là lục dương lục thế huynh lục thế huynh là con thứ tư của an đằng tiên vương thiên tài siêu đẳng Thành tựu tương lai không thua gì An đằng đại nhân. Ninh Hải Tâm vén áo thi lễ hướng Lục Dương, "Xin chào Lục huynh." Mắt Lục Dương lóe tia sáng kỳ dị, lật đật đứng dậy sải bước qua định nâng Ninh Hải Tâm. Hiền muội mau đứng lên, Ninh Hải Tâm lùi một bước làm Lục Dương đỡ hụt, lòng Ninh Hải Tâm lướt qua cảm xúc chán ghét, người này quá thô lỗ, vươn ta ra tính ăn bớt nàng sao? Hàn Trương cười to bảo, "Ha ha, xem ra Lục biệt rất vừa ý Lệnh Thiên Kim." Ninh huynh thấy hôn kỳ đặt ở ngày nào thì tốt cái gì ninh hải tâm giật nảy mình nàng sắp gả cho người gả cho lục dương vừa nhìn liền biết không phải người tốt ninh hải tâm nhìn hướng phụ thân trông chờ ninh đạo lan từ chối ngay nhưng khiến ninh hải tâm thất vọng là ninh đạo lan nghiêm túc suy nghĩ đó không phải muốn từ chối mà đang chọn lúc thành thân ninh hải tâm cảm thấy đầu váng mắt hoa suýt ngất xỉu ninh hải tâm không nghe thấy phụ thân nói cái gì đầu óc hỗn loạn chỉ nghe được câu cuối ba tháng sau chờ lục dương hiền tế đến đón dâu Ninh Hải Tâm không biết mình về phòng như thế nào, nàng như mất hồn. Thiếu nữ áo xanh vội vàng nghênh đón. Tiểu thư sao vậy? Ninh Hải Tâm thẫn thờ được thiếu nữ áo xanh dìu về phòng, ngồi bên giường, nàng bỗng bật khóc. Thiếu nữ áo xanh luống cuống hỏi. Tiểu thư làm sao vậy? Đừng làm tiểu tỳ sợ. Đang yên lành sao tiểu thư khóc? Ninh Hải Tâm không trả lời, chỉ nức nở. Nàng đầy bụng uất ức, nàng sắp gả cho người, thế mà mãi đến khi hôn kỳ quyết định mới được thông báo. Hơn nữa Lục Dương không phải người tốt, Ninh Hải tâm trời sinh có thể nhận ra người tốt người xấu, nhìn một cái biết ngay có ôm ác y không. Ninh Hải tâm nhìn thấy dâm dục, đáng khinh, đê tiện trong Lục Dương. Gả cho nam nhân như vậy cả đời nàng sẽ sống trong đau khổ, buồn bực mà chết. Tại sao phụ thân gả nàng cho loại nam nhân này? Ninh Hải tâm tỉnh táo lại, đáp án rất đơn giản. An đằng tiên vương, phụ thân của Lục Dương là một tiên vương, Ninh Đạo Lan có dã tâm rất lớn, không muốn ở yên trong thăng nguyên cảnh, cảnh giới này mạnh thì có mạnh nhưng sẽ có ngày hóa đạo. Thành tiên vương thì khác, vạn cổ bất hủ, thọ cùng thiên địa. Ninh Đạo Lan muốn dùng nữ nhi liên kết với an đằng tiên vương, để gã có cơ hội trở thành tiên vương, dù hy vọng này rất bé nhỏ. Nhưng phụ mẫu trên đời chẳng phải nên yêu thương tử nữ sao. Ninh Hải tâm biết phụ thân ác như vậy vì nàng còn có hai ca ca, đủ để chống dậy tương lai của Ninh gia. Nữ nhi rồi sẽ có lúc gả cho người, có thể thuận lợi kiếm chút ích lợi cho mình chẳng phải là càng tốt. Từ nhỏ đến lớn Ninh Hải Tâm biết phụ thân không yêu thương gì mình, gã chỉ quan tâm hai điều. Một là tu vi của gã, hai là hai nhi tử trưởng thành. chương 3397, không đồng ý. Ninh Hải Tâm ngừng thuốc thiết, vì nàng biết quyết định của phụ thân không thể thay đổi. Ninh Hải Tâm ngẩng đầu lên, vô cùng kiên định nói. Huyền y, ta muốn rời khỏi đây. Thiếu nữ áo xanh hoang mang hỏi, tại sao? Ninh Hải Tâm giải thích rằng, Phụ thân ép ta gả cho một người hoàn toàn không quen, người kia. Là kẻ xấu, thiếu nữ áo xanh hơi do dự một lúc rồi bảo, "Được rồi tiểu thư, chúng ta đi." Hai nữ nhân gói ghém đồ đạc, có thần khí không gian chứa hành lý, mang nhiều đồ hơn nữa cũng không nhìn ra. Hai nàng ra khỏi phòng, đi xuống núi, bước chân nhàn nhã nên không ai nhận ra khác lạ. Thiếu nữ áo xanh bỗng chỉ đường núi phía trước, "A, à, tiểu thư xem kìa." Ninh Hải Tâm nhìn qua, khá bất ngờ đó chẳng phải là nam nhân được nàng cứu khỏi hồ thiên bảo sao. Đã kêu hắn rời đi mà sao trông bộ dáng ung dung như thế. Ngươi tưởng nơi đây là nhà của ngươi sao. Ninh Hải tâm định đi qua gian dậy nhưng ngẫm lại tình cảm của mình, nàng thở dài thường thượt làm như không thấy. Hai nữ nhân đi đến chân núi, chưa bước ra khỏi cửa rừng đá thanh thiên tông thì một giọng nói âm trầm cất lên. Tiểu thư xin hãy về cho, Ninh Hải tâm, thiếu nữ áo xanh giật nảy mình. Ai, một lão nhân lưng khòm vòng ra từ sau cây cột bên cửa đá, tóc hoa dâm, người toát ra hơi thở mục nát. Ninh Hải Tâm biến sắc mặt, đây là một trong hai ông hầm ông hừ bên cạnh phụ thân, tên là Tả Di, mới bước vào thăm nguyên cảnh. Một cường giả như thế đương nhiên không thể nào tình cờ xuất hiện ngay lúc này, chỉ có một khả năng là chuyên môn giám thị nàng. Lòng Ninh Hải Tâm tràn ngập bi thương, phụ thân hết sức vừa ý cuộc hôn nhân này, đã sớm dự đoán nàng có lẽ trốn hôn, phái ra nhân tài đắc lực nhất giám thị nàng tả di lạnh nhạt nói trong thanh âm không chứa chút tình cảm nào tiểu thư mời đi về ninh hải tâm cố gắng chống cự tả tiên sinh ta muốn xuống núi đi dạo nhìn như tả di cung kính nói chuyện nhưng thật ra không chút kinh ý tông chủ nói mấy tháng này tiểu thư hãy ở trong khuê phòng tu thân dưỡng tính đừng làm chuyện nhục ra thế ninh hải tâm cắn môi chậm rãi xoay người cánh tay sao dài qua khỏi đùi nàng chỉ là chạm trần cảnh nho nhỏ sao đấu lại cường giả thăng nguyên cảnh Ninh Hải Tâm nhấc chân đi, không kiềm được rơi giọt lệ. Mới đi hai bước một người đập vào mắt nàng, là thanh niên trẻ tuổi được nàng cứu trong hồ. Ninh Hải Tâm chợt nhớ Lăng Hàn từng nói nếu gặp rắc rối có thể tìm đối phương hỗ trợ. Ninh Hải Tâm xúc động hé môi muốn nói gì, nhưng rồi tự diễu. Người cần nàng cứu thì có năng lực gì? Hắn có thể thay đổi quyết định của phụ thân không? Hắn có thể đánh đổi tả gì không? Mở miệng có ích gì đâu? ninh hải tâm bước nhanh hơn mãi khi không thấy lăng hàn nữa nàng mới thầm lấy làm lạ sao đi dâu cũng trông thấy người đó lăng hàn nhìn theo ninh hải tâm rời đi không ra tay hết thảy tùy duyên tín hắn thì hắn sẽ giúp nếu không tin vậy cần gì xía vào lăng hàn thấy hứng thú với ninh hải tâm không phải vì đối phương cứu hắn một lần hình như thiếu nữ này có khả năng thân thiết kỳ lạ làm hắn muốn tìm hiểu một chút ninh hải tâm trở lại khuê phòng liền bị nghiêm khắc hạn chế hành vi nàng không cách nào rời khỏi khuê phòng nửa bước, chỉ có thể nhìn từng ngày trôi qua, ngày thành thân càng lúc càng gần. Hai huynh trưởng từng đến thăm một lần, họ không quan tâm muội muội gả cho người này là đúng hay sai, chỉ lạnh lùng yêu cầu nàng làm hiền thê lương mẫu, phải một lòng nghĩ cho nhà mẹ đẻ, có chỗ tốt gì phải nhớ đến hai ca ca. Ninh Hải tâm rất đau lòng, ở trong mắt người thân thì nàng chỉ là công cụ mang đến ích lợi cho họ. Có vài lần trong óc Ninh Hải tâm hiện lên bộ dạng lăng hàn, nhưng nàng lập tức lắc đầu, cho rằng mình có bệnh thì vái tứ phương, người đó giúp được gì cho nàng. Ba tháng trước mắt trôi qua, Thanh Thiên Tông bày tiệc mừng lớn, mời nhiều nhân vật lớn đến. Dù sao liên nhân với một vị tiên vương, người được mời rất nể tình đến dự tiệc. Ninh Hải Tâm đã chết tâm, nàng chết lặng mặc người trang điểm, phủ khăn đỏ trùm đầu, tiểu tỷ thiếp thân nâng nàng đến lễ đường. Vì biểu hiện long trọng nơi này sẽ tổ chức hôn lễ trước, sau đó về lục gia sẽ làm thêm đợt nữa. Từ điểm này là biết lục gia cho Thanh Thiên Tông mặt mũi bởi vậy ninh đạo lan cười tâu toét rất vui vẻ hai nhi tử của ninh đạo lan cũng mặc đồ mừng giúp phụ thân chiêu đãi khách sau khi liên hợp với thế gia tiên vương thì thân phận của hai người cũng lên theo lục dương lười biếng ngồi không đi tiếp đãi khách làm nhi tử ruột của tiên vương gã tôn mình lên cao lười giao tiếp với đám người thấp kém an đằng tiên vương không đến gã không tới mức hạ thấp thân phận như vậy ninh đạo lan nói canh giờ đã đến bắt đầu nghi thức đi những người đàn nhạc làm việc thổi sáo đánh trống, nhạc mừng cất lên. Ninh Hải Tâm như con rối bị giật dây mặc người loay hoay, hoàn toàn mất đi linh hồn. Lòng nàng đã chết, một thanh âm đột nhiên vang lên. Khoan đã, ai đó, mọi người nhìn hướng cửa, thấy một nam nhân vạm vỡ đi tới. Lạ là lưng nam nhân cóng thuẫn tròn, nhìn kỹ thì như mọc trên người gã. Con thứ hai của Ninh Đạo Lan, Ninh Thu Vĩ nhảy ra chỉ vào nam nhân quát hỏi. Người có ý gì, nam nhân lớn tiếng nói, ý là lão tử không đồng ý hôn sự này. Cái gì, trong phút chốc mọi thanh âm biến mất, tất cả nhìn chằm chằm nam nhân đó. Không lẽ tên này là người yêu của Ninh Hải Tâm, biết nàng sắp gả đi nên cố ý chạy tới ngăn cản. Nếu đúng vậy thì tên này si tình thật. Ninh Tu Vĩ hỏi, ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì nói câu đó. Đối phương chỉ là phân hồn cảnh nên không cần phụ thân, ca ca của Ninh Tu Vĩ ra mặt, để tránh mất mặt. Ninh Tu Vĩ thầm lấy làm lạ là trong khách mời có người dính líu tình cảm với tiểu muội chưa từng nghe nói, nếu không thì khi đưa thiệp mời bọn họ sẽ chú ý. Hơn nữa tiểu muội hầu như không rời khỏi thanh thiên tông, sao quen nam nhân bên ngoài được. Nam nhân ngoác mồm cười nói, lão tử tên quy hậu, hôm nay đến đây chỉ có một mục đích là ngăn cản hôn sự này. Nam nhân chỉ vào lục dương, tiểu tử này không xứng, lục dương đứng bật dậy, biểu tình tức giận, mợ nó, dám nói gã không xứng. Nếu không phải bọn họ nhìn chúng năng lực của Ninh Hải Tâm thì gã đâu thèm cưới nàng. Ninh Đạo Lan cười hòa giải, hiền tế đừng để bụng, kẻ thô lỗ này để tu vĩ giải quyết được rồi. chương 3398, Bênh Vực, ngày vui đương nhiên không thể để tân lang quan ra tay. Lục Dương gật đầu nói như ra lệnh, ngồi xuống, ta không muốn trông thấy loại người này. Ninh tu vĩ liếc hướng phụ thân, thấy đối phương gật đầu gã liền vung tay lên. Người đâu, đuổi cuồng đồ to gan này ra, lập tức có hai nam nhân đứng dậy đi hướng, tuân lệnh nhị thiếu ra, hai người đều là phân hồn cảnh hai chọi một thì họ rất tự tin. Quy hậu ngoác mồm trông có vẻ chất phác, ngoác ngón tay nói. Đến đi, hai nam nhân cùng đánh quy hậu, cút đi, quy hậu chỉ xoay người, bùm bùm, hai đòn công kích đánh vào hộ thuẫn trên lưng quy hậu, đánh quần áo gã rách ngước. Chuyện kỳ dị xuất hiện, thuẫn tròn mọc trên người gã. Quy hậu nhe răng cười khờ khảo, thừa dịp tấn công. Bùm 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 bùm, một chuỗi oanh kích khiến hai phân hồn cảnh cực kỳ chật vật. Chủ yếu là hai người kia không đánh nhau với đối thủ như vậy bao giờ. Quy hậu không cần vận chuyển tình lực phòng ngự, chỉ cần xoay người lại, trên thuẫn có các hoa văn phát sáng đan vào nhau thành phòng ngự kiên cố. Hai người kia không công phá phòng ngự như thế nổi. Vì thế không gian thành màn biểu diễn cá nhân của quy hậu, áp chế hai phân hồ cảnh bị yếu thế. Ninh đạo lan sầm mặt xuống, đám đại nhân vật thanh thiên tông cũng khó chịu. Nếu họ ra tay thì một đấm là đánh nát phòng ngự của quy hậu rồi vấn đề là chỗ này có nhiều khách khứa, họ tự phụ thân phận. Không lẽ thanh thiên tông to lớn mà không đánh gục được phân hồn cảnh? Đánh nhau kịch liệt khiến Ninh Hải Tâm tỉnh hồn, qua rèm châu mũ đội đầu nàng nhìn thấy Quy Hậu, mắt phát sáng. Ninh Hải Tâm kêu lên, Quy thúc thúc, Quy Hậu đang chiến đấu còn nghe được giọng nàng, quay đầu lại ngoác mồm cười nói. Chữ nhà đầu, Quy thúc tới cứu ngươi, đây là thủy yêu trong hồ thiên bảo. Bản thể của Quy Hậu là con rùa đen to, sau khi biến hóa vẫn giữ mai dày, cũng là phòng ngự cứng rắn nhất của gã bọn họ đến cứu nàng ninh hải tâm muốn khóc ngẫm lại đúng là mỉa mai người thân đẩy nàng vào hố lửa còn người ngoài không liên quan gì thì đứng ra tấm lòng ninh hải tâm lương thiện không muốn người khác vì mình ra sống vào chết vội dục quy thúc thúc đi mau phân hồn cảnh bình thường không gây sóng gió gì được trong này sẽ chỉ uổng công mất mạng quy hậu cười nói chữ nha đầu quy thúc chỉ là tiên phong phía sau còn có người nữa Mọi người nghe vậy rất ngạc nhiên, còn có viện binh. Kỳ lạ, nơi này là thanh thiên tông, nếu bị xâm nhập quy mô lớn tại sao không có chút phản ứng. Phòng người yếu vậy, đám người thanh thiên tông nhìn nhau sau đó hiểu ra. Quy hậu chắc đến từ hồ thiên bảo, hồ nằm trong thanh thiên tông nên tất nhiên vòng qua phòng tuyến. Một số cao tầng biết ninh hải tâm từ nhỏ thân thiết với yêu thú. Nếu người khác vào hồ thiên bảo sẽ bị tấn công sấm xét chết không có chỗ chôn ninh hải tâm thì có thể chơi thuyền. Nhưng họ không ngờ Ninh Hải tâm thân với yêu thú trong Hồ Thiên Bảo đến mức này, đến nỗi đối phương vì binh vực che chở nàng không tiếc chiến đấu. Lăng Hàn đứng trong đám người, chỉ cần hắn muốn thì mọi người như không thấy hắn. Dĩ nhiên Lăng Hàn không kêu quy hậu đến, hắn không nhiều chuyện như thế. Lăng Hàn nổi hứng mới tới đây đi dạo xem thử, dù sao đang rảnh. Thiếu nữ này trời sinh có khả năng thân thiết khiến người muốn đối xử tốt với nàng, Lăng Hàn cũng hơi bị ảnh hưởng. Nên biết Lăng Hàn là thiên tôn, có thể ảnh hưởng Thiên Tôn là khái niệm gì? Lăng Hàn rất tò mò đây là thể chất hay trong người nàng chứa bí mật gì. Lục gia cưới nàng có lẽ vì vừa ý năng lực này, thú vị. Ninh Tu Vĩ quát lui hai phân hồn cảnh, nói chuyện với Quy Hậu khách sáo hơn nhiều. Quy tiên sinh đến từ Hồ Thiên Bảo thì nên biết chúng ta đã ký hiệp nghị. Hồ Thiên Bảo quá quan trọng với Thanh Thiên Tông, nên Ninh Tu Vĩ phải sửa đổi thái độ. Quy Hậu cười sang sảng, đương nhiên ta biết hiệp nghị đó nhưng vì hiệp nghị nên ta mới muốn mang chữ nhà đầu đi. Quy hậu chỉ hướng Ninh Hải Tâm, nàng là một thành viên của chúng ta. Câu nói dõng dạc khiến hốc mắt Ninh Hải Tâm ửng đỏ, lệ trào ướt nghi. Có người thì cười nhạt, đùa gì vậy? Ninh Hải Tâm là người của Ninh gia, khi nào thành yêu thú trong hồ thiên bảo? Ninh Tu Vĩ nhảy cứng lên, nói bậy bạ, Quy hậu liếc xéo Ninh Tu Vĩ, khinh thường nói, từ nhỏ chữ nhà đầu đã uống nước hồ thiên bảo lớn lên nếu nàng không tính là người của hồ thiên bảo chúng ta chẳng lẽ là tên xấu xí nhà ngươi lý luận cái kiểu gì uống nước nhà ngươi lớn lên thì là người của nhà ngươi ninh tu vĩ chỉ vào quy hậu lắp bắp nửa ngày không nói nên lời ngươi 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 đối diện một kẻ cố chấp không nói lý ninh tu vĩ biết nói gì bây giờ ninh tu hoành lên tiếng gã là đại ca của ninh hải tâm quy tiên sinh đại biểu chính mình hay hồ thiên bảo khác biệt rất lớn nếu quy hậu đại biểu bản thân hoặc nhóm nhỏ yêu thú trong Hồ Thiên Bảo thì Thanh Thiên Tông không cần quan tâm. Nhưng nếu yêu thú nguyên Hồ Thiên Bảo đều có thái độ này thì sự việc nghiêm trọng. Quy hậu nhe răng cười nói, người của Hồ Thiên Bảo chúng ta tất nhiên vô cùng đoàn kết. Ý là quy hậu đại biểu cho Hồ Thiên Bảo, Ninh Tu Hoành quay đầu nhìn phụ thân, gã không thể tự quyết định chuyện này. Trong Hồ Thiên Bảo có một con rắn màu trắng đã tiến hóa thành dao, rất có thể tiến thêm một bước thành chân long, thì đó là tiên vương. Hồ Thiên Bảo và Thanh Thiên Tông sớm ký hiệp nghị không tấn công nhau, mỗi năm Hồ Thiên Bảo tặng ít tiên dược cho Thanh Thiên Tông xem như cái giá đổi hòa bình. Nhiều năm qua mọi người chung sống hòa bình, không phải Thanh Thiên Tông không muốn xé nát hiệp nghị ôm trọn báu vật trong hồ, chỉ vì con rắn trắng quá mạnh, Ninh Đạo Lan không nắm chắc sẽ chân áp được. Lần này liên minh với Lục Gia, Ninh Đạo Lan muốn nhờ vào An Đằng Tiên Vương giúp gã chân áp rắn trắng, khi đó Hồ Thiên Bảo thật sự thành bảo địa của Thanh Thiên Tông. Khai chiến ngay bây giờ. Dù Thanh Thiên Tông có 11 đại năng thăng nguyên cảnh nhưng đụng độ con rắn trắng kia rất có thể vẫn là kết quả lưỡng bại câu thương. Ninh Đạo Lan hừ mũi, Ninh Mỗ gả nữ nhi còn cần ai đồng ý? Ầm, um, khí thế thăng nguyên cảnh dâng lên, khiến mọi người có mặt nghẹt thở. Quy Hậu bị át khí thế, mặt tái nhợt, 3, 4 giây sau gã lấy lại tinh thần. Chương 3399, yêu thú đến đông đủ. Quy Hậu hít sâu, nói: "Ninh đại nhân có công nuôi dưỡng chữ nhà đầu, còn chúng ta nhìn nàng lớn lên." đều là người thân. Nên có đồng ý gả cho tên khốn kia hay không phải xem ý của chữ nha đầu. Nếu chữ nha đầu nói muốn gả thì Hồ Thiên Bảo chúng ta tuyệt đối không nói gì. Nếu chữ nha đầu không muốn thì ngại quá, người Hồ Thiên Bảo sẽ không trơ mắt nhìn đồng bạn của mình gặp bất hạnh. Nghe Quy Hậu nói xong mọi người rất giật mình, Hồ Thiên Bảo thật là bất chấp. Nhưng tại sao, chỉ là một nữ nhân, cảnh giới chảm chân, dù đẹp đến mấy cũng không đáng để Hồ Thiên Bảo giấy binh trong phút chốc mọi người nhìn hướng ninh hải tâm chờ xem nàng nói sao lục dương tức xì khói gã đường đường là nhi tử của tiên vương cưới hỏi ninh hải tâm đàng hoàng đã là rất nể mặt đối phương giờ thì hay rồi có người tới phá rối còn nói gã khốn này khốn kia lục dương cố nén tức giận lạnh lùng nói nhạc phụ đại nhân hôm nay là ngày vui của ta và hải tâm ai đều nghe ra lục dương bất mãn ngày vui của người ta không tha thứ kẻ quấy dối được ninh đạo lan xua tay với lục dương ra hiệu đừng nóng Mọi chuyện có gã giải quyết. Ninh Đạo Lan nhìn Nữ Nhi, "Hải Tâm, ngươi nói sao?" Ninh Đạo Lan tạm dừng rồi nói tiếp, "Đừng quên ngươi là nữ nhi của Ninh Đạo Lan ta." Câu này vừa là nhắc nhở vừa là uy hiếp, quả nhiên Ninh Hải Tâm run rẩy, phụ thân ở trong lòng nàng là đại danh từ uy nghiêm, có quyền uy tuyệt đối. Ninh Hải Tâm bản năng muốn nghe theo phụ thân, nhưng khi hé môi thì tim nàng rất cái bịch. Nếu nghe lời phụ thân thì suốt đời nàng một mảnh âm u. Nàng luôn là gái ngoan của phụ thân chưa bao giờ dám làm trái cái gì, nhưng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nàng trỗi dậy ý nghĩ chống đối. Ninh Hải Tâm xuất hiện xoay người hướng Ninh Đạo Lan, hai chân quỳ xuống. Nữ nhi cảm kích phụ thân đại nhân nhiều năm dưỡng dục. Ninh Hải Tâm cung kính dập đầu ba cái, nhưng hôn nhân liên quan hạnh phúc cả đời của nữ nhi, nữ nhi không muốn chôn vùi tương lai của mình. Nên xin phụ thân đại nhân tha thứ nữ nhi, khiến nữ nhi tùy hứng một lần. Ninh Đạo Lan biểu tình cực kỳ khó xem, gã hử mũi đập mạnh bàn. Nhiệt nữ, hôm nay người bước ra khỏi cửa một bước thì vĩnh viễn đừng làm nữ nhi của ta. Người ninh hải tâm run rẩy nhưng kiên định địa xoay người đi hướng cửa. Từng bước một, ninh hải tâm đi càng lúc càng nhanh, dường như tâm linh của nàng được lột xác. Biểu tình của ninh đạo lan lạnh băng, âm trầm nhìn nữ nhi. Tốt tốt tốt, ninh đạo lan đột nhiên vươn tay chộp ninh hải tâm, thăng nguyên cảnh ra tay, phân hồi cảnh làm sao ngăn cản, chảm trần làm sao chống đỡ. Quy hậu hơi thô thần kinh, thật sự giơ tay đấm, kết quả tất nhiên là bọ ngựa đấu xe, bị lực lượng khủng bố đánh bay, mai rùa dạn nứt, cực kỳ chật vật. Ninh Hải Tâm bị chộp về, Ninh Đạo Lan lạnh lùng nói, mặt tái mét, hừ, nhiệt nữ, trước mắt bao người làm trò hề như vậy, khiến gã mất hết mặt mũi, không biết đút mặt vào đâu. Đám khách cười nhạt, bọn họ đều là thế lực xung quanh, cách biệt với Thanh Thiên Tông không lớn. Nếu Ninh ra ôm cây to lục ra thì sẽ nổi bật. Ai dám chọc vào thế lực vị diện, giờ hôn lễ diễn ra màn kịch này, dù hôn sự vẫn tiếp tục nhưng sau đó lục gia sẽ nhìn thanh thiên tông thế nào ninh đạo lan nói tiếp tục lực lượng trấn áp làm quy hậu không bỏ dậy nổi tiếng đàn nhạc lại vang lên không khí vui mừng nhưng sau cuộc lộn xộn thì không khí vui vẻ giả tạo mọi người đều chờ xem kịch vui quả nhiên một lúc sau bên ngoài có tiếng ầm ầm lần lượt từng người bộ dạng quái dị xuất hiện có hàm dài có lộ ra hai càng cua to có đuôi tôm dài nhìn là biết đại quân yêu thú đến từ hồ thiên bảo thấy quy hậu bị đè dưới đất Đám thủy yêu vừa kinh vừa giận Lão quy, người bị gì vậy Dám đụng vào người của hồ thiên bảo Một người tôm giống to Tên khốn nạn nào làm Biểu tình mọi người quái dị cùng nhìn ninh đạo lan Tựa như mắng đầu hói trước mặt hòa thượng Sắc mặt của ninh đạo lan càng khó xem hơn Lòng sôi trào lửa giận Đây vốn là việc vui lớn liên kết với tiên vương Giờ thì sao Yêu ma quỷ quái chạy ra phá rối Dù trấn áp tất cả mọi người thì sao Chuyện này đã định trước thanh thiên tông Sẽ thành trò cười sỉ nhục của lục gia ninh đạo lan nhìn ninh hải tâm tất cả đều tại nghiệt nữ này nếu nghiệt nữ không chơi thân với đám thủy yêu thì sao có trò hề hôm nay ầm um, người ninh đạo lan giấy lên lửa giận gã quyết định đại khai sát giới đã trở mặt thì thừa dịp này hoàn toàn giải quyết yêu thú trong hồ thiên bảo độc chiếm bảo địa đó ninh đạo lan hừ lạnh một tiếng muốn chết ninh đạo lan ấn hướng đám yêu hai bóng người bay ra nghinh đoán ninh đạo lan ninh lão quỷ đừng vội cản rỡ bùm trong tiếng va chạm kịch liệt, đòn đánh của Ninh Đạo Lan bị hóa giải. Hai người ra tay là người cá, phải rậm rạp toàn thân, họ cũng là thăng nguyên cảnh nhưng không bằng Ninh Đạo Lan. Sau khi hóa giải một kích kia thì hai người cá thụt lùi, mặt đỏ ửng. Thăng nguyên cảnh đánh nhau, lễ đường không có trận pháp cường đại bảo vệ ầm vang sụp đổ. Mọi người vội lao ra ngoài, cười càng tươi, hôm nay được xem kịch vui. Sắc mặt Ninh Đạo Lan đã xanh hơn tàu lá chuối, gã quay đầu nói. Các vị trưởng lão, cùng ra tay bắt những yêu nghiệt này đi. Có trưởng lão do dự nói, nhưng tông chủ, con bạch xà, bọn họ đều muốn chiếm hồ thiên bảo nhưng vì con rắn trắng nên họ mãi chưa ra tay. Hết cách, con rắn trắng có huyết mạch gần bằng chân long, sức chiến đấu hơn xa cùng đẳng cấp, tùy tiện khai chiến thì quỷ biết có kết quả gì. Ninh Đạo Lan phất tay, lần này là hồ thiên bảo gây chiến tranh, chúng ta buộc phải đáp trả. Mọi người gật đầu nói, vâng, phải rồi, bọn họ không chủ động trêu vào, là Hồ Thiên Bảo xé rách hiệp nghị trước. Đám trưởng lão thăng nguyên cảnh đứng ra, tổng cộng 8 người, cộng thêm Ninh Đạo Lan, hai ông hầm ông hừ tả di, Khương Phong là 11 thăng nguyên cảnh. Bên Hồ Thiên Bảo không có nhiều thăng nguyên cảnh như thế, dù sao thời gian phát triển có hạn, không giống Thanh Thiên Tông. Những thăng nguyên cảnh đó người nào cũng tu luyện mấy ức năm, mấy chục ức năm. Nếu như khai chiến yêu thú Hồ Thiên Bảo thua chắc, toàn quân bị diệt là bình thường. Ninh Hải tâm bị kiểm soát không thể nhúc nhích, ngoài miệng kêu lên các vị thúc thúc bá bá, xin đừng hy sinh vì hải tâm nữa, không đáng. Hải tâm nhận mệnh rồi, các vị thúc thúc bá bá trở lại đi, tuyệt đối đừng khai chiến.